trường Tây Cô có lực lượng bóng rổ rất mạnh. Họ đã vô địch 3 năm liên tiếp và kèm theo đó họ có 5 con át chủ bài mang tên thế hệ màu nhiệm. Nhưng có một người nữa được 5 người kia công nhận là bóng ma thứ 6, mặc dù không có thành tích nào. Vào mùa xuân thì các câu lạc bộ tuyển người nhộn nhịp. Câu lạc bộ bóng rổ có lẽ là đông đúc nhất và trong số những anh chàng cao to tới gia nhập vào câu lạc bộ bóng rổ thì ta gặp được tay Ga. là học sinh sơ chung ở Hoa Kỳ và câu lạc bộ còn thêm một lá đơn xin gia nhập nữa đến từ Nam Chính Cujo và cậu học cấp 2 ở trường Tây Cô nổi danh đó và có thể cậu đến từ nhóm thế hệ màu nhiệm nổi tiếng. Tân binh năm nay của câu lạc bộ đa số toàn là quái vật. Huấn luyện viên của đội bóng là chị gái tên Rico, cô bảo mọi người cởi áo để xem thể chất của họ. Cô cũng có thể đánh giá chỉ số của họ vì thường xem cha tập luyện hàng ngày. Cô nhìn qua thì thấy Taiga có những chỉ số vượt tiêu chuẩn. Nhìn không thấy Kuzo thì cậu xuất hiện làm cô bất ngờ. Cô không hề để ý rằng cậu luôn đứng trước mặt cô. Khi cậu cởi áo ra thì Rico lại lần nữa được bất ngờ lúc về thì cô không hiểu sao chỉ số của Kuzo lại thấp như vậy. Cô đã nghĩ Kuzo có chỉ số cao nhưng ngược lại hoàn toàn. Taiga đang chơi bóng thì Kuzo tới hỏi thăm. Taiga đã nghe về Kuzo và nhóm màu nhiệm. Cậu ta có thể đánh giá được mọi người qua mùi của họ. Nhưng cậu ta lại không thể nào đánh giá được Kuzo. Cậu ta muốn thấy được sức mạnh của Kuzo và đúng lúc Kuzo cũng đã muốn đấu với Taiga. Cuộc đấu bắt đầu, Taiga đánh giá Kuzo rất tệ và không có gì đặc biệt. Taiga cứ nghĩ cậu ý đang giấu nghề nên rất tức giận. Nhưng cậu ta đã bình tĩnh lại và nhận ra Kuzo yếu thật. Taiga khuyên cậu nên từ bỏ bóng rổ vì mấy thứ như cố gắng mà không có tiềm năng thì cũng vứt cuzo không đồng ý vì cậu có tình yêu mãnh liệt với bóng rổ câu lạc bộ bóng rổ có trò chơi nhỏ là các tân binh sẽ đấu với các đàn anh mọi người lo lắng nhưng tay ga lại không sợ gì trận đấu vừa mới bắt đầu thì tay ga đã úp được một bàn cứ vậy và nhóm đàn anh bắt đầu phải chơi thật họ lấy ba người kèm tay ga sau đó thì lần lượt ghi bàn trong lúc tức giận thì cuzo lại đã cố ngăn tay ga ra tay với những người khác tay ga và cuzo đang cãi lộn thì mọi người đều không nhận ra cuzo có mặt ở đây từ lúc nào sự hiện diện của cậu hoàn toàn mờ nhạt Kujo sau đó đã bảo đồng đội chỉ cần truyền cho cậu, nhưng chỉ còn 3 phút nữa là hết giờ. Bóng vừa truyền đi thì có một người đã ghi bàn khiến mọi người ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Bóng cứ di chuyển và mấy đàn anh không hề nhận ra Kujo đã lợi dụng sự mờ nhạt của bản thân để di chuyển bóng. Và đó chính xác vì sao cậu được gọi là bóng ma trong đội màu nhiệm. Trong đội đó có một thành viên thứ sáu trong lời đồn và đó chính xác là Kujo. Chỉ trong vài phút truyền bóng mà đội của Kujo đã gỡ lại bàn một cách trông thấy. Vào phút chót Kujo cầm được bóng và lao thẳng về phía rổ cậu đã bật lên đẩy nhẹ nhưng bóng lại chạm vành và bật ra taiga đã tiến lên và làm nốt phần còn lại lúc đi ăn taiga không hiểu sao kuzo xuất hiện trước mặt mà cậu không hề hay biết taiga bảo kuzo rời đi nhưng cậu không chịu vì đây là chỗ yêu thích của cậu đành chịu nên taiga cho cậu một ít bánh ăn cùng lúc ra về cả hai có bản về việc nếu taiga mà đối đầu với đội màu nhiệm thì cậu ta sẽ bị đánh bại ngay lập tức taiga thấy thú vị và muốn đánh bại năm người kia để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất nhật bản kuzo không nghĩ vậy vì cậu đánh giá khả năng của taiga thì thấy vẫn chưa đủ Kuzo quyết định sẽ là cái bóng cho Taiga và giúp cậu ta tỏa sáng. Khi ánh sáng càng mạnh thì cái bóng cũng có độ tối thuận theo. Cậu hứa sẽ giúp Taiga trở thành cầu thủ số 1 Nhật Bản. Taiga sau khi nhớ lại lời Kuzo nói thì cậu ta rất phấn khích và muốn đấu với nhóm này. Cậu ta đi xin đội trưởng nhưng anh ta không đồng ý vì Taiga vẫn chưa là thành viên chính thức. Cậu ta tới chỗ chị Jiko và xin làm thành viên chính thức. Và trước đó thì Kuzo cũng tìm chị ta với mục đích giống như cậu. Cô đưa cho cậu một tờ giấy. Cậu ta chỉ được chấp nhận làm thành viên chính thức vào 8 giờ sáng thứ hai trên sân thượng. Đang đi đọc báo về giải đấu nào đó thì Kuzo xuất hiện khiến tai ga giật mình. Việc cậu xuất hiện mà không phát ra tiếng động là vì họ đang gần thư viện. Nghĩ lại thì tai ga thắc mắc tại sao năm cầu thủ kia đều đầu quân cho những trường mạnh còn Kuzo lại chọn ngôi trường này. Đang định hỏi thì cậu ta lại biến mất nhiều chưa từng có mặt ở đây. Zico rất đam mê với công việc của mình đến nỗi thức đêm để hoàn thành chương trình cá nhân của nhóm. Hôm sau ngay trên sân thượng thì họ xuất hiện như thể sắp đi đánh nhau giữa những nhóm cô nổ. Zico chia sẻ mục tiêu là họ sẽ hướng tới vô địch toàn quốc. Và nếu ai không chuẩn bị thì không cần tham gia đội cô muốn họ bước ra và tuyên bố với toàn trường về mục tiêu của mình mọi người đều ngại nhưng tay gà bước lên và dứt khoát tuyên bố bản thân sẽ đánh bại đội màu nhiệm sau đó thì từng người lên tuyên bố như trên Kuzo không thể nói lớn nên cậu tậu luôn một quả loa cho dịp này đang định nói thì thầy giáo bước ra và khiển trách họ có vẻ như câu lạc bộ đã từng bị khiển trách về chuyện này từ năm ngoái giờ thì họ không được lên sân thượng nữa chiều hôm đó tay Ga hỏi luôn chuyện vì sao Kuzo không đầu quân cho trường mạnh cậu giải thích rằng nhóm màu nhiệm chỉ cần kỹ năng cá nhân nên cậu muốn đánh bại họ theo cách của cậu và giờ mục đích của cậu là đưa cả đội trở thành top 1. Hôm sau ở phòng thay đồ, họ thấy cuốn tạp chí được xuất bản từ khi Kuzo còn ở trong tay cô. Trong đó có đầy đủ mọi thành viên trừ Kuzo, do hồi đó họ có phỏng vấn Kuzo nhưng cậu lại quên mất. Đột nhiên có thông báo rằng Zico đã về và họ sẽ có một trận đấu nhưng họ không biết sẽ đấu với ai. Dấu hiệu duy nhất là chị ta đang nhảy chân sáo ngoài kia, đội trưởng bất ngờ và nghiêm túc nói với mọi người chuẩn bị tinh thần. Sẵn có một cậu bạn mới vào trường và thu hút ánh nhìn của toàn bộ mọi người trong sân bóng sổ. Zico đã tập hợp mọi người và thông báo họ sẽ đấu với trường Kaizo, trường đó khá mạnh vì họ thi đấu giải hàng năm. Và trong đó có Kit, cậu ta là một trong năm người nhóm màu nhiệm. Đột nhiên căn phòng đông đúc đầy con gái và họ tới để xin chữ ký của Kit. Kuzo cũng chào hỏi người đồng đội cũ. Cậu ta cũng chào lại một cách rất thân thiện. Cậu ta nghe tin về trận đấu nên tới đây để chào hỏi, đang nói chuyện thì có quả bóng bay tới. Thì ra là Taiga đã đến và cậu ta đòi đấu một trận với Kit ngay tại đây. Kit cũng đồng ý lời khiêu chiến. Vừa mới bắt đầu thì Kit đã sao chép những tuyệt chiêu của Taiga và ghi bàn. Kuzo đánh giá Kit đã tiến bộ vượt bậc trong những tháng vừa qua, vì cậu ta là người yếu nhất trong đội nhưng khả năng tiến bộ lại nhanh nhất. Kit mời Kuzo gia nhập trở lại đội nhưng Kuzo từ chối vì cậu đã hứa với tay ra là sẽ đánh bại cả nhóm. tay thích thú vì đối thủ của cậu ta rất mạnh và giờ cậu mới chỉ đấu với người được xem là yếu nhất trong đội màu nhiệm. Mọi chuyện thú vị đã chuẩn bị bắt đầu. Tối qua tay vì quá phấn khích quá nên cậu ta đã thức tới sáng. Kit đã tới để đón đội của Kuzo. Cậu ta nói từ khi mà Kuzo từ chối lời mời của cậu ta thì đêm nào cậu ta cũng khóc và cậu ta cũng rất hứng thú với người khiến Kuzo phải từ chối lời mời của mình. Vào khu luyện tập thì họ sẽ chỉ được thi đấu nửa sân vì nửa còn lại để người khác còn luyện tập. Rico nói bản thân là huấn luyện viên của đội khiến huấn luyện viên của Kit có vẻ xem thường cô. Ông ta có vẻ không quan trọng trận đấu này nên đã sắp xếp chỉ có một nửa sân khiến Zico và những người khác thấy khó chịu. Ông ta còn không cho Kit thi đấu vì cho rằng họ không xứng tầm, Kit sẽ ở phần dự bị và xin lỗi về huấn luyện viên của mình. Vừa vào sân thì Kuzo làm đội bạn bất ngờ với khả năng tàng hình của cậu. Zico muốn dùng khả năng phân tích nhưng quần áo họ đã chặn khả năng đó của cô. Trận đấu vừa bắt đầu thì bên kia giao ai nhưng lại bị cướp mất bóng ngay sau đó. Kuzo tiến về chiếc rổ và truyền cho Taiga để cậu úp rổ, nhưng không may là cậu ta lấy luôn cả cái rổ xuống. Nó quá yếu nên Zico và mọi người ra xin lỗi. Giờ bắt buộc họ sẽ phải dùng nguyên sân để thi đấu. Mọi thứ chuẩn bị xong và kích cũng bắt đầu ra dần để thi đấu. Zico để ý và đánh giá chỉ số của kích giống như quái vật. Trận đấu vừa bắt đầu thì Kit đã gỡ lại bàn vừa nãy. Taiga cũng nhận ra Kit úp rổ còn mạnh hơn cậu ta. Lượt tiếp theo thì Kujo cũng khiến đội bạn bất ngờ về pha kiến tạo cho Taiga. Cứ vậy trận đấu diễn ra với nhịp độ cực nhanh. Chỉ mới 3 phút thì hai bên liên tục đáp trả nhau bằng điểm số. Trận đấu dường như trở thành một trận thi đấu, đây không còn là giao hữu như bình thường nữa. Hàng phòng ngự hai bên đều bị xuyên một cách dễ dàng do đợt tấn công từ hai bên đều rất mạnh nhưng kỹ thuật mà Taiga làm đều bị Kit bắt bài và dùng chính nó để chống lại Taiga. Kuzo muốn hội ý do cơ thể cậu không chịu được cường độ kèm theo tay ga đang mất bình tĩnh, mọi người được hội ý và trong họ có vẻ kiệt sức. Mặc dù mới 5 phút trôi qua nhưng đội của Kit cũng cảm thấy hàng phòng ngự không có tác dụng với bộ đôi nhân vật chính kia. Zico khuyên họ nên đối phó với Kit trước, họ định kèm thêm người nhưng Kuzo nói không cần vì còn một cách khác. Kit và Kuzo đều biết được điểm yếu của nhau. Kuzo thì thể lực kém nên không chịu được nhịp độ trận đấu kéo dài. Khả năng vô hình của Kuzo sẽ không thể kéo dài khi đội bạn đã dần quen với nó, nên đấu dài chính là cơn ác mộng của cậu cậu cũng nói ra điểm yếu của Kit và Zico không ngờ điểm yếu của Kit lại dễ đoán như vậy. Trước khi vào sân, Zico chuyển kế hoạch thành một kèm một và bảo họ kèm Kit thật chắc và nhanh. Cùng với đó là giảm nhịp độ trận đấu xuống. Vừa mới vào thì Kit bị ba người kèm một lúc, nhưng họ quên rằng những cầu thủ khác cũng rất mạnh. Mọi người có vẻ nhận ra điểm yếu của Kuzo và chú ý tới cậu nhiều hơn. Cách biệt về tỷ số ngày càng lớn nên Kit bắt đầu đánh vào tâm lý của Taiga, rằng cậu ta là top 200 cầu thủ hay nhất nhưng tay gai lại xem đó như lời động viên vì ở mỹ cậu ta cũng từng nghe mấy lời mỉa mai như vậy cậu còn nói điểm mạnh của kit là sao chép nhưng nếu cậu ta không nhìn thấy kỹ năng thì copy kiểu gì nói cách khác Kuzo chính là điểm yếu của cậu ta kit cũng công nhận bản thân không thể bắt chước kỹ năng của Kuzo. tay ga hứa sẽ cho kit nhiều bất ngờ vào hiệp hai sau khi giải lao xong thì họ lại bắt đầu trận đấu với nhịp độ cực nhanh hai bên liên tục đáp trả lẫn nhau với tỷ số đang tăng dần tay ga đã chuyển cho Kuzo và sau đó cậu lại chuyển ngược lại khiến kit không kịp phản ứng cứ vậy như không chỉ tay ga mới ghi bàn mà cậu còn kiến tạo cho những người có khả năng ném tốt khác nữa. Do không thể sao chép tàng hình nên đó chính là điểm yếu cốt lõi và là chìa khóa để họ chiến thắng. Mình Kuzo và Taiga không thể đối đầu trực tiếp được với Kit nên họ sẽ kết hợp với nhau để đánh bại cậu ta. Lần này Kit và mọi người lại thêm bất ngờ khi Kuzo sẽ kèm Kit. Kit lách qua nhưng Taiga mới là người kèm thực sự. Kuzo đã cướp được bóng và cho đội trưởng ghi bàn. Lần tới thì Kuzo cũng đã giúp Taiga nhảy cao hơn. Quay lại thì tay cai lỡ va vào mặt Kuzo và làm cậu bị thương cậu không thể thi đấu được nữa. Đội của Zico buộc phải thi đấu với số thành viên còn lại, họ sẽ cho tay ga ở hàng phòng thủ vì Kit sẽ sao chép được đòn tấn công của cậu ta. Chỉ số bây giờ chỉ còn cách có vài điểm nhưng họ lại thiếu mất đi một người quan trọng làm chìa khóa để chiến thắng. Đội trưởng của họ cũng trở nên đáng sợ khi tập trung và cậu cũng mạnh gần bằng tay ga. Trong lúc đó, có hai thanh niên di chuyển bằng xe kéo. Hai người họ có vẻ biết trận đấu của con mèo sao chép và chàng trai vô hình nên họ đang trên đường tới xem. Còn vài phút nữa là kết thúc nhưng tỷ số vẫn giữ khoảng cách 4 điểm. Cùng lúc đó thì Kuzo tỉnh dậy và đòi ra sân với chiếc đầu băng bó. Cậu đã hứa với tay ga là bản thân sẽ làm cái bóng cho cậu ta. Sự quyết tâm của cậu khiến Zico cũng cho cậu ra sân. Khi Kuzo trở lại sân thì trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra một cách thuận lợi hơn cho tay Cậu quay lại và lợi hại hơn. Vào thời gian cậu nghỉ đã khiến đội bên kia mất đi sự chú ý đến cậu. Sau một lúc thì đội trưởng đã tung bản cuối để gỡ hòa, kít chết lặng trong phút chốc và rồi bừng tỉnh con quỷ trong mình. Cậu ta úp rổ trong những giây cuối, tỷ số sở lại nghiêng về đội của cậu ta, kít tự hứa bản thân sẽ không thua bất kỳ ai. Kể cả Kuzo, những phút cuối, cả hai đội đều rất cố để ghi bàn cho đội mình. Còn 21 giây cuối thì tỷ số lại hòa thêm một lần nữa. Kuzo còn cách cuối để đánh bại Kit nhưng họ chỉ làm được một lần duy nhất, còn 6 giây cuối thì bóng về lại tay cặp đôi nhân vật chính. Lần này Taiga và Kuzo làm Kit bất ngờ khi ném bóng đến gần rổ và để Taiga làm nốt phần còn lại ngày trước khi trận đấu kết thúc. Bóng vừa lọt rổ thì Kit mới nhận ra là bản thân đã chứng kiến một bàn thua ngay trước mắt mà không thể làm gì. Sau khi úp rổ xong thì đội của Kuzo đã thắng Kit vẫn chưa thể tin được bản thân đã thua đây là lần đầu tiên Kit nếm mùi vị thua cuộc trong đời. Trận đấu kết thúc và hai đội lại bắt tay nhau rồi hẹn gặp lại ở giải đấu liên trường. Một thành viên trong đội màu nhiệm là Midoji đã đến gặp Kit và cậu ta không nghĩ Kit lại thua trận này. Midoji là tín đồ của Tử Vi nên luôn đem theo con ếch. Midoji mỉa mai Kit về cái cách cậu ta chỉ đến gần để úp rổ. Vì ném bóng vào rổ từ xa mới gọi là pro, Kit vẫn còn chưa tin được cái tên cùng tín này lại là tay ném số 1 của đội màu nhiệm. Midoji rất xem trọng Kuzo và không chỉ công nhận Kuzo là thành viên thứ sáu mà còn ngưỡng mộ cậu. Hôm nay cậu ta đến đây vì trường cậu ta sẽ đối đầu với trường Kuzo ở vòng loại khu vực và cũng để xem đối thủ của bản thân sẽ ra sao. Cậu bạn còn lại cũng tới, Midoji nói đội cậu ta sẽ thắng cho nên Kit hãy từ bỏ việc trả thù Kuzo ở giải đi. Kuzo thì đã đi khám và có vẻ như cậu vẫn ổn. Mọi người vẫn mừng và không tin đội họ vừa thắng đội của Kit. Mọi người định đi ăn mừng nhưng họ đã cháy túi và chỉ còn vài đồng lẻ. Có một chiếc xe thịt nướng miễn phí đi ngang qua và Zico đã gọi mọi người quay lại vì họ sẽ tới một quán thịt nướng. Nơi này có thử thách là phải ăn hết 4 cân trong 30 phút nếu không sẽ phải mất một khoản tiền lớn. Mỗi người họ có một khẩu phần ăn 4 cân và ai trông cũng không ổn mấy. Ban đầu mới ăn thì thấy nó khá tuyệt, nhưng Kuzo ăn một lúc thì nói bỏ cuộc. Mọi người đều bó tay nhưng tay ga ăn mà còn thấy hơi ít. Thế là cậu ta xin ăn thay phần của mọi người. Cả nhóm thoát được cũng là nhờ tay ga ăn khỏe. Lúc ra về thì Kuzo gặp kít bên ngoài đợi sẵn. Mọi người ăn xong thì không thấy Kuzo đâu. Họ nghĩ cậu ở sau lưng như mọi khi nhưng lần này thì không có. Kit hỏi về vết thương của Kuzo và nói về chuyện bản thân đã gặp Midoji, cậu ta chỉ tới xem trận đấu. Kit nghĩ Kuzo đang trèo rất cao và nếu như ngã thì sẽ rất đau. Cậu ta hỏi thêm về chuyện vì sao Kuzo lại biến mất ngay sau trận đấu tranh chức vô địch. Mọi người trong đội bóng thì đang cố hết sức để đi tìm Kuzo. Taiga đã xem những bạn trẻ chơi bóng thì cậu cũng thấy Kuzo gần đó. Kuzo nói ra việc bản thân biến mất là do cậu cảm thấy họ đang thiếu gì đó nhưng cậu lại không biết là gì. Lúc trước cậu rất ghét bóng rổ nhưng sau khi gặp Taiga thì cậu lại suy nghĩ khác. Kit cho rằng cả hai rồi sẽ chia cắt. Và cả chuyện cậu ta không bằng bốn người còn lại trong đội màu nhiệm là vì cậu không thể sao chép được kỹ năng của họ. Kể cả tay ga, vì cậu ta có khả năng kích thích khi thi đấu với đối thủ mạnh. Và ngày nào đó cậu ta sẽ ngang với đội màu nhiệm và tự tách ra khỏi đội. Taiga xuất hiện và trách Kuzo vì biến mất đột ngột nên Zico không cho mọi người về nhà cho tới khi tìm ra cậu. Lúc đó có một nhóm côn đồ ở gần bên cạnh đã cướp sân chơi của mấy cậu học sinh, thấy họ chơi không công bằng nên Kuzo sang giải quyết. Taiga và Kits cũng sang để góp vui với họ sau đó họ chơi một trận năm đấu với ba cả ba hạ gục được nhóm côn đồ và rời đi taiga trách kuzo làm vậy thì sẽ khiến họ có thể bị đập tả tơi thấy họ cãi nhau nên kít ra về với vẻ mặt hạnh phúc vì cuối cùng cậu ta cũng được chơi bóng với kuzo taiga đã nghe về chuyện chia cắt nhưng taiga đã nói kuzo là cái bóng của cậu ta nên cả hai sẽ không bao giờ chia cắt lúc trở về jiko tức giận vì cuối cùng cũng tìm thấy hai người cô liền lao ra và cho kuzo ăn hành hội kia về trước và để mặt kuzo lại đấy chơi với jiko hôm đó ở lớp Taiga mơ ngủ về việc úp rổ trước mặt Kit, nhưng thứ cậu ta úp là đầu của giáo viên nên bị thầy bắt lên phòng giáo vụ sau tiết học. Zico nhận thấy những thành viên trong đội đều mệt mỏi sau trận đấu với Kit và cô nhớ ra hôm nay chính là ngày đó. Cô sau đó tập hợp cả đội lại, cô đã bảo những thành viên năm nhất đi mua bánh mì. Vì vào 27 hàng tháng thì căng tin sẽ bán một loại bánh mì giới hạn. Chỉ cần thưởng thức một miếng thì họ có thể thành công trong bất cứ thứ gì. Đó chính là bánh mì kẹp 3 miếng cốt lết tuyệt hảo và giá hiển nhiên là cũng khá đắt đỏ. Sương sương 4 lít tiền Việt, vì họ đã đánh bại được kit nên các đàn anh sẽ đầu tư tiền cho những đàn em đi mua để có động lực đội trưởng muốn họ phải mua bằng được hoặc không là anh ta cho cả bọn luyện tập gấp ba lần họ cứ nghĩ đây là chuyện nhỏ cho đến khi thấy cả căn tin đông nghịt hỗn loạn là từ duy nhất để mô tả một thanh niên sung phong đi trước và rồi bị đẩy bay ngay tức khắc họ nhận ra vụ này sẽ không dễ vì ở đây toàn là tiền vệ của đội bóng bầu dục sumo và còn có cử tạ trường gì mà học sinh toàn như mấy ông chú giang hồ vậy trời cả bọn sau đó tiếp tục cố chấp lao vào và liên tục chầy chật khắp người Taiga đã ném một thanh niên lên trên rồi cưỡi như ở mấy buổi hòa nhạc, nhưng gần đến nơi thì lại bị hất ra. Nhưng trong lúc bốn thanh niên đang chật vật thì Kuzo đã mua được bánh ra, cậu chỉ đơn giản là được dòng người đẩy lên và lấy bánh rồi để tiền lại. Cứ thế cả bọn quay về với đầy đủ bánh cho đàn anh. Các đàn anh đều cho họ ăn trước, họ đều nhường Kuzo ăn trước vì cậu có công nhất và cậu cắn thử thì thấy nó ngon thật. Quả là không phí tiền, nhưng tay ga thì chẳng quan tâm đến chất lượng mà chỉ để tâm đến số lượng nên mua cái bánh mì thịt cho to mà giá chỉ bằng 1 phần 3. Chiều hôm đó, họ đã có danh sách vòng loại khu vực, có 4 bảng khác nhau và đội thắng của mỗi bảng sẽ được tiếp tục. Ba đội dẫn đầu sẽ có trận tranh chức vô địch, chỉ ba đội trên 300 đội tham gia là có cơ hội đứng trên sâu đấu mà họ mơ ước, nhưng tay ga cho rằng chỉ cần thắng là được. Ba tuần nữa là giải bắt đầu và họ sẽ không để vụt mất như năm trước. Và đối thủ mạnh nhất họ cần dè chừng là Cao Trung Sutoku, đó là một trong 8 trường mạnh nhất và họ cũng có một cầu thủ của đội màu nhiệm là Midoji. Kuzo chưa biết chắc chắn người trong đội đó là ai. Nhưng như Kit đã nói thì bốn người còn lại đều ở một đẳng cấp khác và họ còn tiến bộ thì cậu không dám chắc họ sẽ mạnh ra sao khi đối đầu. Zico giờ mới trở về sau khi xem trận đấu tập của đối thủ sắp tới, cô lần này không còn vui như trước vì đối thủ sắp tới của họ sẽ là thanh niên đã đến này. Cậu ta là Siki, cao 2 mét và là du học sinh châu Phi. Ai nấy chưa biết nên gọi Siki là như nào nên để Kuzo đặt biệt danh tạm. Zico cho biết Siki rất cao lớn và tay cũng dài như vượn. Dạo này các trường đã phải mời các du học sinh về để nâng cao sức mạnh. Đối thủ của họ năm trước chỉ ở tầm trung nhưng với sự góp mặt của cầu thủ nước ngoài này thì họ đã trở thành một đội đáng gờm. Nhưng Zico đã có cách, cô sẽ cho Kuzo và Taiga chế độ luyện tập riêng. Và từ giờ đến giải đấu thì họ không được phàn nàn, tham skip qua thời gian tập luyện. Ngày giải đấu bắt đầu đã đến và Taiga lại thiếu ngủ vì quá háo hức và lo lắng. Lúc đến sân đấu, họ nhận thấy thanh niên đã đến kia đúng là to thật. Đi còn đập đầu vào cửa. Nghe việc đội của Zico đã đánh bại một người trong thế hệ màu nhiệm thì thanh niên đã đến có vẻ khinh thường vì thế hệ màu nhiệm không mạnh như lời đồn. Cậu ta vấp phải Kuzo và nghĩ cậu là trẻ con. Nhận ra cậu là cầu thủ thì Siki lại nghĩ thế hệ màu nhiệm mà còn thua cả con nít. cả đám thì được một phen cười còn Kuzo thì hơi bực. Vừa bắt đầu, hai người cao nhất đã nhảy lên tranh bóng nhưng Siki là người lấy được. Siki mang bóng đến rổ và ga cố chặn lại nhưng lợi thế chiều cao đã giúp Siki ghi bàn mà chẳng cần vượt qua ga Đội trưởng sau đó có bóng và chạy đến cố ghi bàn thì Siki chỉ đơn giản là đưa tay bắt lấy bóng. Đội trưởng bị đội bạn cà khịa nhưng vẫn không hề nao núng vì tự tin bên mình cũng có đến hai con quái vật họ sau đó nhận thấy Siki đã bị giảm độ chính xác đi. Bởi vì Taiga đã kèm chặt cậu ta, trong 3 tuần qua, Zico đã cho Taiga luyện tập việc đối phó với đối thủ lớn hơn. Vì không cần phải chặn bóng mà họ chỉ cần khiến Siki không thể ném chính xác là đã thành công. Sức mạnh chủ chốt của đối thủ bị vô hiệu hóa khiến mọi cú ném gần như chật khỏi rổ. Cứ thế Taiga quyết định sẽ tấn công trực diện trước khi cậu ta kiệt sức trước Siki. Taiga cho biết cậu sẽ chặn Siki mọi lúc cậu ta cầm bóng. Và điều thứ hai là Siki sẽ không thể nào thấy được Kuzo đang ở chỗ nào trên sân. Vừa dứt câu thì Kuzo đã chuyển cho Taiga để cậu ghi bàn ngay trước mặt Shiki. Cứ thế, cặp đôi Taiga và Kuzo liên tục dẫn trước đối thủ. Cứ một lần Kuzo cướp được bóng là chuyển sang cho Taiga để cậu ta úp rổ. Taiga rất ghét việc bị khinh thường nên cậu ta quyết phải cho đối thủ nhận trái đắng. Giờ giải lao, Zico muốn cho người vào thay Kuzo để cậu có thể nghỉ ngơi. Và những người khác hãy cố phòng thủ để không bị dẫn trước quá nhiều. Vì giờ Shiki đã không còn là mối đe dọa nữa. Thế nhưng khi vào hiệp 2 thì Shiki đã chơi nghiêm túc và nhảy cao hơn. Nhưng Taiga cũng không chịu thua. Bóng vừa truyền đến thì Siki cố giành nhưng vẫn bị Taiga bắt được và ghi bàn. Siki sau đó liên tục được truyền bóng cho nhưng cậu ta cứ nhìn thấy mặt Taiga chặn thì đột nhiên chùn bước và truyền lại cho đồng đội. Họ vẫn cố truyền cho Siki nhưng cậu ta giờ chẳng thể nào qua mặt được Taiga. Còn 5 phút cuối nên muốn Kuzo ra sân để giành lại điểm và đưa đội dẫn trước xa hơn. Kuzo vừa vào sân là đội đánh hăng hơn hẳn. Cứ thế Taiga liên tục nhận những đường truyền từ Kuzo và đưa đội chiến thắng với cách biệt tỷ số 12 bàn. Siki sau đó đến để gặp Taiga và muốn cậu cố gắng thay phần cậu ta nhưng cũng không quên khịa là lần sau sẽ không để thua nữa. Với khí thế dâng cao, đội của họ cứ thế bước vào trận đấu tiếp theo với phong độ ngút trời. Vẫn chiến thuật đó, nhưng lần này họ đã ao trình hơn hẳn khi cho đối thủ cách biệt đến nửa tổng số điểm. Và ở trận thứ ba là với một đội mạnh, họ tốt cả công lẫn thủ nên cách biệt lần này chỉ có 21 điểm. Và Kuzo gần như chẳng cần phải ra sân, nhưng Zico thấy việc cho Kuzo ngồi dự bị khiến cậu hơi bồn chồn và nôn nóng được ra sân. Và ở trận thứ tư, Kuzo đã được cho ra sân và tình cờ thay khi đối thủ của họ lại là mấy thanh niên côn đồ giành sân lần trước. Kuzo và Tayga ra chào hỏi thì cả đám rén ngay nên trận đó thắng nhẹ với tỷ số cách biệt 67 điểm. Đang nghĩ là dễ ăn nhưng đội trưởng đã nhắc họ nhớ là Tokyo này vẫn có 3 đội cực mạnh được xưng là đế vương của mỗi vùng. Sau trận thứ 5 này thì họ sẽ vào bán kết và rồi chung kết. Vẫn còn 3 trận nên họ không được chủ quan và đội trưởng biết trận chung kết thì dám cá là họ sẽ phải đấu với trưởng của Midoji. Vừa dứt câu thì Midoji cùng đội của cậu ta đã đến, Taiga đã đến gặp để chào hỏi cậu muốn bắt tay với Midoji, nhưng Midoji bị Taiga viết tên lên tay để cậu ta nhớ. Taiga muốn trả thù cho những đàn anh năm trước vì năm trước chính trường của Midoji đã đánh bại, và họ bị đánh bại với cách biệt tỷ số gấp 3 lần. Dù nói sao cũng được nhưng cách biệt sức mạnh là quá rõ, nhưng Kuzo cho rằng quá khứ chỉ là quá khứ còn giờ chưa đấu thì chưa biết được. Nói năng giờ này là vô nghĩa nên Midoji muốn gặp nhau ở chung kết rồi nói. Cậu ta sau đó cũng xin huấn luyện viên và đội trưởng để được ra sân dù hôm nay là vận rủi của cậu ta nhưng cậu ta tự tin vào trình của bản thân khi tháo băng ra và cũng đã có con gấu bông để hóa giải vận rủi chỉ sau 4 phút thì đội Midoji đã dẫn trước 30 bàn. Đội trưởng nhận thấy đội của Midoji rất hoàn hảo vì họ không hề phạm một lỗi nào. Mọi cầu thủ trong đội của Midoji đều có phong độ và kỹ thuật rất tốt. Năm trước, đội của các đàn anh gần như chẳng thể chạm được vào họ. Midoji được giao bóng và Kuzo đã nói ra việc cậu chưa từng thấy Midoji ném hụt một lần nào. Midoji nhận bóng và ném từ vị trí cách xa nửa sân và rồi gọi đồng đội quay về hàng phòng thủ vì họ xong việc rồi quả bóng không cần nhìn cũng biết là vào rổ và Kuzo biết nếu Midoji cứ giữ vững phong độ này thì tỷ lệ ném bóng của cậu ta nghiễm nhiên là 100%. Và rồi cứ thế Midoji liên tục ném bóng từ xa và kết thúc với tỷ số cách biệt gấp 8 lần. Cả đội của Zico sau đó định ra về nhưng Zico cho họ biết hôm nay họ cũng có một trận nữa. Và họ sẽ phải đấu hai trận liên tiếp vì lịch đã được sắp xếp lại để trận bán kết và chung kết cùng diễn ra trong một ngày. Và nếu như vậy thì cả hai sẽ phải đấu với hai nhà vua của Tokyo. Biết là hai trận liên tiếp sẽ rất đuối sức nhưng Kuzo và Taiga đều có hứng thú nên cả đội đành phải theo cả hai. Theo lời Kuzo thì lúc khó khăn thì họ sẽ có tinh thần hơn. Hôm sau, Kuzo và Taiga đã ăn rất tích cực. Vì Kuzo muốn bù lại sức sau hai trận liền mà họ đã đấu hôm qua. Zico đột nhiên đi ngang qua và muốn cả hai giúp cô bê đồ. Cả hai đều không ưa việc làm giúp này nhưng giờ chẳng lẽ để một cô gái yếu đuối đi bê đống này. Cô cho biết đống này là đĩa quay lại những trận đấu của năm trước và năm nay để họ nghiên cứu lại. Bên trường của Midoji thì cũng làm chiến sách tương tự. Chiều hôm đó, Taiga đi vào tủ đồ để thu dọn chuẩn bị ra về thì phát hiện Kuzo đã ở đây từ lúc nào, cậu ta vẫn chưa thể để ý đến sự hiện diện của Kuzo. Kuzo nhận thấy Zico có để quên một chiếc đĩa ở đây nên cả hai cũng xem thử. Đây là đội mà họ sẽ chạm trán ở bán kết. Và Taiga nhận xét đội này có cách di chuyển cực kỳ lạ, hàng phòng thủ của họ được xem là cực kỳ mạnh. Kuzo nhận ra một tên trong đó vì cậu từng thi đấu và chạm mặt người này, tên này có thể vượt qua được cả kit. Bên Midoji cũng xem về đội này và cho rằng tên này chỉ có Midoji mới vượt qua được, và có lẽ họ sẽ gặp đội này ở chung kết chứ không phải là đội Kuzo. Cả đội của Kuzo sau đó đã họp lại và đội trưởng có một kế hoạch. Không lâu sau thì ngày diễn ra trận đấu bán kết đã diễn ra. Lúc đang tập luyện trước trận đấu thì Taiga cứ để ý đến Midoji, nhưng thứ cần tập trung bây giờ là đội mặc áo đen này. Theo như tìm hiểu thì đội này tuy không có những thành phần cao lớn nhưng đội này lại có đến 3 người được xem là hạt nhân chính. Đầu tiên là người đội trưởng này, thứ hai là người kiến tạo và cuối cùng là thanh niên đầu chọc đã vượt qua kit mà họ cần lưu ý nhất. Đội trưởng bên kia cũng đến gáy thẳng một câu là đội của Kuzo quá yếu. Kik cũng quyết định đến đây để xem trận đấu của những người bạn cũ. Trong lúc đó, đội áo đen tuy gáy sớm nhưng vẫn không được quá khinh suất nên giao cho thanh niên đầu chọc trận đứng tay ga lại là xong việc. Zico thì thấy cả đội có vẻ căng thẳng nên đã cho họ biết là sẽ có một phần thưởng để vực dậy họ, đó là một nụ hôn của cô. Ai nấy có vẻ không thích lắm nhưng đội trưởng muốn họ cứ giả vờ thích, có điều nói vậy lại khiến cô tổn thương hơn. Đội trưởng sau đó đã cổ vũ cho các đàn em không được mất cảnh giác mà hãy tập trung cao độ vì đối thủ của họ mạnh hơn hẳn nhưng đội mà họ từng đối đầu. Những đàn anh đã mất tinh thần sau lần thua năm trước nhưng giờ họ đã lấy lại tự tin và quyết không để kết quả năm ngoái tái diễn thêm lần nữa. Lúc ra sân, Kuzo có hỏi Taiga đã từng ghét bóng rổ hay chưa? Cậu ta chưa hề nhưng Kuzo thì đã từng. Tuy cậu từng nói quá khứ và tương lai không giống nhau nhưng nó lại gắn liền với nhau nên đây sẽ là trận đấu mang ý nghĩa giúp các senpai vượt qua được quá khứ. Hai đội ra chào hỏi nhau và trọng tài bắt đầu tuyên bố trận đấu bắt đầu. Kit và đội trưởng của cậu ta cũng tới xem. Họ nhanh chóng thua 12 điểm trong vòng 6 phút. Hàng phòng thủ của đối thủ rất chắc chắn và Taiga không thể vượt qua. Taiga giữ bóng quá lâu nhưng có một senpai đã lao tới lấy bóng và chạy đến chỗ chiếc rổ. Cứ nghĩ sắp ghi bàn được thì đội trưởng của áo đen đã chặn lại. Phòng ngủ của họ quả là không thể bị xuyên thủng chỉ với mấy đường cơ bản này. Taiga trong lúc bị khiêu khích thì cậu bị phạm một lỗi và nếu đủ 5 lỗi thì cậu ta sẽ không thể tiếp tục thi đấu được nữa. Không thể truyền bóng được tức là họ cũng sẽ không thể dùng tới lối chơi của Kuzo. Kuzo dù có được bóng nhưng cậu lại không thể truyền được cho người khác, vì tất cả mọi người đều đã bị kèm chặt. Lúc thảo luận thì Zico cho biết đội đen sử dụng võ thuật cổ xưa và họ có khả năng kết hợp rất nhiều loại võ thuật để tạo ra lợi thế. Lúc hết thảo luận, Tai ra bảo đồng đội truyền cho cậu, vì cậu ta chồng muốn đối đầu với tên chọc thêm lần nữa. Sau khi vừa vào thì Tai Ga lại có bóng, nhưng cậu lại bị thanh niên chọc chặn. Tai Ga dùng độ nhanh nhẹn để vòng qua cậu ta và tiến về chỗ cái rổ. Cậu nghĩ về mọi người và thành công úp rổ. Cậu là người ghi bàn thắng đầu tiên cho đội trong ngày hôm nay mọi người nhờ vậy mà có thêm niềm tin về chiến thắng nhưng niềm vui và nỗi đau mới chỉ bắt đầu ở bên còn lại trận đấu chưa kết thúc mà midoji đã rời khỏi sân sau khi ghi ba quả liên tiếp đội kia quá yếu nên cậu ta không muốn mất thời gian quay lại với đội nhân vật chính họ đang chật vật với đội đen Taiga đã phải phạm ba lỗi để hoàn toàn cản đối phương ghi điểm thanh niên chọc quyết sẽ không để những người có sức tấn công tốt bên kuzo ăn điểm đặc điểm kết hợp cả võ thuật và những kỹ thuật tấn công khiến đội kuzo gặp không ít trở ngại nhưng đang giữa thế khó khi họ vẫn đang bị dẫn trước 9 điểm thì Kuzo đã có một đường truyền đẹp và giúp họ ghi điểm. Cậu khiến đội bạn bất ngờ vì chạm vào bóng mà họ không hề biết. Đội của Kuzo liên tục có được bóng và phản công ngược lại, cứ như vậy và hiệp một kết thúc với tỷ số hòa. Trong giờ giải lao thì huấn luyện viên hai đội nhắc nhở là cần cẩn trọng hơn với đối thủ của mình. Khi vừa vào hiệp 2 thì hàng phòng thủ hai đội trở nên chặt một cách đáng kể. Dù vậy nhưng tay Ga vẫn có Kuzo ở bên hỗ trợ để giúp cậu ta xuyên qua hàng phòng thủ và ghi bàn. Mọi người trầm trồ vì khả năng của bộ đội nhân vật chính. Nhưng mọi chuyện có vẻ như vẫn diễn ra đúng theo kế hoạch của tên đầu chọc. Ngay cứ lúc Taiga định lao đến bắt bóng thì cậu ta mắc bẫy của hắn và bị phạm lỗi lần thứ tư. Không ổn nên Zico xin phép được thay người. Taiga không muốn thay nhưng đội trưởng nói hay vì cũng đúng lúc họ muốn ra sân. Kuzo cũng chấp nhận thay người với Taiga. Ý đồ của họ là muốn hai người họ giữ sức vì cả hai là hy vọng cuối cùng để họ chiến thắng. Kuzo cũng khuyên Taiga nên tin tưởng đàn anh của mình và hai người họ bắt đầu thay người. Đội của Midoji đã xong và sang xem trận của Kuz Midoji không nghĩ họ thay hai quái vật ra do bỏ cuộc mà vì ngược lại Ngay sau đó thì đàn anh bắt đầu thể hiện kỹ năng của mình sau một năm tập luyện Đội trưởng có một pha úp rổ thành công Họ có thể tự cầm cự kể cả không có hai nhân vật chính Nhưng đội đen cũng là một trường đứng tốt trong Tokyo Đội Kuzo tiếp tục phát huy tính đồng đội và khiến Kik cũng phải ngạc nhiên Vì khả năng của họ từ năm nay là tạo ra một đội hình vây quanh Kuzo và Taiga Nhưng ngoài ra họ cũng tạo nên một chiến thuật vây quanh đội trưởng và đội phó Người sở hữu năng lực mặt đại bảng đội phó có thể nhìn thấy trận đấu bằng góc độ khác nhờ vào trí tưởng tượng của mình mỗi người trong đội họ đều có kỹ thuật riêng và họ đã mài rũa điểm mạnh đó suốt một năm qua nhưng vẫn có một thanh niên phế vật trong đội thanh niên đó đã bị choáng và lao ra ngoài để bị chấn thương nên mất khả năng thi đấu tay ga xin vào nhưng đội trưởng vẫn không cho vì nếu tay phạm lỗi một lần nữa thì cậu ta sẽ bị chốt quyền thi đấu Kuzo muốn trả thù nên Zico đồng ý điểm số còn cách 6 điểm nhưng họ chỉ có 5 phút nên đội trưởng cho phép Kuzo trở lại sân đấu cậu nói với tên đầu chọc là sẽ trả lễ sau khi Kuzo ra sân để trả thù thay ga thì đầu chọc cũng bắt đầu xin đội trưởng cho chuyển mục tiêu thành Kuzo. Đội đen vẫn đang dẫn trước 6 điểm, nhưng Kuzo tự hứa là sẽ đánh bại họ. Kuzo di chuyển rất nhanh và ngay sau đó đã kiến tạo cho đội trưởng một bàn. Và lại thêm một lần cậu có đường truyền cho đội phó ghi điểm tiếp. Chỉ trong thời gian ngắn họ đã ghi thêm được 2-3 liên tiếp. Huấn luyện viên đội đen thấy họ đã bị bắt bài do nhóm Kuzo đã nghiên cứu họ quá kỹ. Cầu thủ bên họ thường sẽ hướng mũi chân về hướng về phía họ định di chuyển cho nên chỉ cần quan sát thì sẽ rất dễ phán đoán được hướng đi của họ lần đầu tay ga được quan sát kuzo thi đấu khi ở góc nhìn khán giả và cậu để ý thấy kuzo chơi rất chiến thuật sau những pha ghi bàn liên tiếp thì đội kuzo không chỉ gỡ hòa mà còn dẫn trước một điểm ngay sau đó còn 21 giây đội trưởng đội đen đã lao lên gỡ lại tỷ số chỉ còn vài giây nên áo đen đã cho lối chơi một kèm một để câu giờ kuzo bị chặn nhưng cậu ấy rất nhanh tay chuyền bóng sang đội trưởng và đội trưởng đã làm cú hai like và kết thúc trận đấu ngay sau tiếng còi thì đội kuzo đã thành công phá vỡ lịch sử và đặt dấu chấm hết cho chuỗi bất bại của đội đen đầu chọc vẫn không hiểu sao đội Kuzo có thể thắng trong bọn họ mới chỉ thành lập được một năm. Đội trưởng ra khuyên cậu ta và cũng công nhận là kẻ thắng mới là kẻ mạnh, đầu chọc hỏi tên Kuzo để khắc ghi trong đầu. Và cùng lúc đó thì đội của trường Midoji cũng đã kết thúc, và họ chiến thắng với tỷ số cao hơn gấp 3 đến 4 lần. Zico nhắc mọi người chú ý sức khỏe này nọ, Taiga đã ngủ ngay trong phòng thay đồ để giữ chữ số năng lượng ít ỏi còn lại cho trận đấu kế tiếp. Kuzo lúc đi vệ sinh thì gặp một người bên đội của Midoji và có vẻ như cậu ta có thể nhìn thấy cả Kujo từ đằng sau lúc ra trận đấu thì hai bên đã sẵn sàng để đấu với nhau mọi người ra sân còn tai gà vẫn đang cố gắng tích tụ lại sức lực midoji đã chuẩn bị đầy đủ biện pháp tâm linh và tử vi một cách hoàn hảo để đội có thể chiến thắng một cách tốt nhất đội của trường midoji tràn đầy tinh thần chiến thắng song đội của kuzo lại trông có vẻ hơi uể oải vì họ vừa mới đấu với đội cấp vua xong và giờ phải đấu thêm một đội vua nữa kuzo bị khiêu khích nhưng cậu khẳng định bản thân sẽ không thua đội của midoji cả tai gà cũng hứa rằng bản thân sẽ dùng toàn bộ sức lực để đánh bại midoji Vừa vào trận đấu thì đội của Midoji đã vây chặt nhưng Kuzo vẫn lách ra được và kiến tạo cho Taiga. Lập chiến công đầu thì cậu ta bị Midoji ngăn hoàn toàn. Đối thủ mở một cuộc phản công nhanh nhưng khi ném bóng thì lại bị hụt. Đã 2 phút trôi qua nhưng vẫn chưa có đội nào ghi điểm. Vì nếu để đối phương vì điểm thì họ sẽ kiểm soát cả hiệp 1. Đội của Midoji đã chuyển bóng cho cậu ta. Midoji định ghi 3 điểm đầu tiên từ khoảng cách xa. Và khi cậu ta vừa lên bóng thì phát đó chắc chắn vào nên đội của Kuzo chẳng thể làm gì khi quả bóng cao đến như vậy. Nhờ ba điểm đó mà đội Midoji đã bắt đầu nắm quyền kiểm soát, nhưng ngày sau đó thì Kuzo vẽ một đường bóng thẳng tắp từ đầu tới cuối sân và giúp tay ga úp rổ. Đấu trường phải bất ngờ về pha kiến tạo của Kuzo vì nó chỉ dường như chỉ có trong truyền thuyết. Nhờ Kuzo nên tỷ số vẫn chưa bị tụt quá xa, nhóm Midoji phản công và cậu ta định ném xa nhưng khi nhìn thấy Kuzo thì cậu lại truyền cho người khác. Vì nếu Midoji ném thì Kuzo sẽ chờ dưới rổ để lấy bóng và lặp lại pha như vừa nãy với tay ga Đội trưởng của Kit từng thấy Kuzo chơi bóng khi học cấp 2 và cậu ta đánh giá Kuzo là một chiến binh tinh nhuệ. Đội của Midoji lại thể hiện kỹ năng ghi bàn nhưng Kuzo và Taiga cũng không kém. Huấn luyện viên đã cho thanh niên Takao kèm chặt Kuzo. Takao là thanh niên đã thấy Kuzo ở nhà vệ sinh ban nãy. Mọi người nghĩ Takao cũng sẽ chịu ảnh hưởng mờ nhạt của Kuzo. Nhưng cậu ta không hề bị mà còn nhìn ra được Kuzo và chặn hết mọi đường truyền của cậu. Takao cũng là người kiến tạo và luôn giành được bóng trước tay Kuzo và mở đường cho đội của họ ghi bàn. Takao chỉ vừa mất cảnh giác thì Kuzo đã biến mất nhưng khi Kuzo muốn truyền thì lại bị Ta Cao chặn đứng, mọi người ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Kuzo thất bại. Dường như Ta Cao cũng có khả năng mắt đại bàng nhưng có tầm nhìn cao hơn cả đội phó. Nói chung có khả năng ẩn thân của Kuzo là vô dụng đối với Ta Cao, miễn là cậu ta còn để ý đến Kuzo thì cậu sẽ không thể nào kiến tạo. Vài phút trôi qua nhưng bên Midoji mới chỉ dẫn trước đội Kuzo 3 điểm. Zico và mọi người không ngờ bên đội kia cũng có người có khả năng khắc chế được con át chủ bài của họ, tình thế bắt đầu lâm vào bế tắc. Ta cao định chủ quan nhưng Midoji nói bản không thích Kuzo vì cậu ta rất quá ngưỡng mộ cậu. Kuzo không có khả năng về thể chất, cậu không thể làm gì một mình nhưng vẫn được vào nhóm thế hệ màu nhiệm và là người đưa trường Tây cô đến chiến thắng. Kuzo đã nói với Zico rằng có vẻ như cậu cũng đã gặp rắc rối của mình, rồi vừa nói xong thì họ hết giờ hội ý. Tình thế bị đắt nhưng Taiga quyết định sử dụng chiến thuật mới để đáp trả. Vừa tiếp tục thì đội Midoji lại ghi điểm và nâng khoảng cách, trên tay Zico là vật bị vỡ lần trước của đội trưởng trong lúc tập luyện thì cô đã đập đồ của đội trưởng để đội trưởng có thêm động lực luyện tập ném bóng khi ném hụt anh ta bị đập một món mà mình yêu thích Kuzo vẫn bị chặn bóng còn Midoji thì lại thể hiện khả năng ném bóng từ cuối sân đến đầu sân. Mọi người ngỡ ngàng vì một khi Mido ở dưới chân rổ thì đội Kuzo sẽ không thể nào có thể ghi bàn được nữa. Với cả cú ném của cậu ta là 3 điểm còn tay ga úp rổ thì chỉ được có hai. tay ga ném bóng từ xa và rồi hướng về phía rổ. Nếu hụt thì cậu ta sẽ bắt lấy và úp rổ để gỡ. Mido đã cầm lại bóng và lại thể hiện khả năng ném bao sân. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số nghiêng về Midoji với 6 điểm. Kuzo lần đầu tiên chứng kiến Midoji ném xa như vậy vì hồi trước Midoji chỉ ném được ở giữa sân. Midoji đã xin được truyền bóng cho bản suốt hiệp 2. Mọi người nghĩ cậu chỉ nói đùa những huấn luyện viên đồng ý cho hành động ích kỷ này. Trận đấu lại bắt đầu trở lại. Kuzo dùng khả năng kẹp như đấu với Kit nhưng cậu lại bị chặn bởi ta Taiga đi chặn đầu lại nhưng không nổi và Midoji lại ghi thêm bàn. Kuzo và Taiga giờ đã trở thành con mèo thay vì bộ đôi quái vật. Chỉ cần có ta trên sân là Midoji sẽ còn tiếp tục ghi điểm các senpai biết họ bị khắc chế nên phải tự thân gỡ lại nhưng vừa gỡ thì Midoji lại ném 3 điểm lấy lại. Tai gà xông lên nhưng Midoji thực sự cao khiến cậu ta không thể chạm vào bóng. Tỷ số này tiếp tục tăng trong sự lo lắng, có vẻ như đội Kuzo đã đạt tới giới hạn và không còn cách nào thoát khỏi tình trạng này. Tai gà thấy Midoji quá kinh khủng nên cậu ta bắt đầu cảm thấy kích thích. Ngoài trời thì đã bắt đầu đổ mưa, mọi người bắt đầu chán nản do tỷ số và lối chơi của đội Kuzo dần rơi vào bế tắc. Mọi người không ngờ cả đội bất lực chỉ vì một cầu thủ. Trong phòng thay đồ, Huấn luyện viên của Midoji nói về chiến thuật nhưng cậu ta lại không quan tâm lắm mà cậu chỉ quan tâm tới móng tay của mình. Vì nó liên quan để cú ném của cậu ta. Mọi người thấy linh vật của cậu ta hơi vướng nên định đập nó đi, còn bên Kuzo thì chỉ có tiếng của im lặng. Jiko cũng không biết mình nên nói gì để động viên mọi người. Cô nghĩ tới chuyện hôn môi và định lấy hết dũng cảm nhưng đội trưởng muốn cô không cần phải nói thêm vì anh biết cô lại định động viên mọi người. Trận đấu tiếp diễn thì Kuzo lại ngồi dự bị, ta cao hơi thất vọng vì tưởng đội Kuzo sẽ cố gắng thêm nữa. Lúc chuyền bóng thì Ta Cao lại lấy được và truyền cho Midori, khi ném thì Midori nhận ra Taiga đã áp sát cậu ta từ lúc nào, nhưng cuối cùng thì midoji vẫn ghi điểm và nâng tỷ số lên. Taiga tự nghĩ rằng cậu sẽ phải nhảy cao hơn nữa, cả đội cố gắng ném bóng ở bất kỳ vị trí nào và ghi bàn trao đổi, nhưng Ta Cao lại truyền bóng cho Midori, Taiga lại ra ngăn cản cú ném của Midori, lần này Taiga sử dụng hết sức và chạm được vào mép quả bóng. Midori giờ mới nhận ra càng ngày Taiga nhảy càng cao hơn, nhưng cuối cùng thì bóng cũng vào rổ và tí nữa thì ra ngoài. Midoji hỏi Taiga thuộc cung gì thì cậu ta nói bản thuộc cung sư tử. Nhưng Midoji không sợ gì khác ngoài cung sư tử. Đội Kuzo phải tiếp tục đeo bám tỷ số. Mọi người đã lùi về nửa sân nên chỉ còn có Midoji và Taiga tranh đấu. Taiga đã từng nghĩ tới trường hợp Kuzo không thể tham gia nên cậu phải nỗ lực hơn cả. Takao đã lao đến để kèm chặt Taiga nhưng cậu ta lách qua và lao đến ngăn cản được bóng của Midoji và lần này cậu ta dường như đã chạm vào nó. Quả bóng bị lệch và không trúng rổ, Định đón bóng thì đội trưởng của Midoji đã nhảy lên úp rổ làm nốt phần còn lại, thêm lần nữa Midoji đón bóng nhưng khoảng cách này đã gần hơn. Khi cậu ta định ném thì Taiga đã chạy tới và lần này cậu ta đã chặn bóng thành công. Nhờ đó mà đội Kujo có cơ hội lại ghi thêm bàn thắng. Đội trưởng của Midoji đã bảo ta cao đưa bóng cho cậu và dù đã bị kèm đôi thì cậu ta vẫn định phát bóng. Nhưng Taiga lại vội vàng chạy đến và ngăn chặn. Lần này không chỉ nhảy cao hơn Taiga còn nhanh hơn trước rất nhiều, Kujo bắt đầu có cảm giác bất an về chuyện này. Taiga một mình xông qua tuyến phòng ngự và bật rất cao để ghi bàn khiến mọi người phải thốt lên. Cậu ta một mình chiến đấu và xin được chuyền bóng, Taiga quyết tâm một mình đánh bại đội của Midoji. Giờ tỷ số được rút ngắn lại còn 9 điểm. Midoji chắc chắn Taiga không thể rút gọn tỷ số hơn được nữa. Cậu ta nhảy lên ném thẳng vào rổ và Taiga đã kiệt sức nên không thể nhảy cao thêm được nữa. Cơ thể của Taiga cũng có giới hạn và không thể bắt kịp được với những cú nhảy cao mãi được. Đây cũng là sẽ đấu thứ hai trong ngày của Taiga nên mới khiến cậu ta bị đuối sức. Taiga liên tục bị khuất phục bởi vì mấy lý do nhảm nhí, và mỗi lần như vậy là đối thủ lại phát động phản công. Tiếng còi vang lên kết thúc hiệp 3, Taiga có vẻ hơi nóng vội, và tại gà lại nghĩ bản thân chỉ có nhiệm vụ ghi bàn và một mình đối đầu với đối thủ. Kujo đi đến và đấm cậu ta một cái, Taiga tức giận và hai người bắt đầu cãi nhau về chuyện nên chơi theo kiểu một mình hay chơi theo kiểu đồng đội. Kujo nói Taiga dù có ghi bàn một mình nhưng đồng đội lại không tin tưởng lẫn nhau thì mọi thứ cũng chẳng là gì. Kujo vẫn cố gắng nói cho cậu hiểu về chiến thắng như nào là ý nghĩa. Taiga bắt đầu lấy lại bình tĩnh nhưng tình trạng của đội họ vẫn đang ở trong thế bế tắc. Kuzo có một cách và nói bản thân sẽ biến chuyển bóng thành một đẳng cấp khác. Kuzo nói cho mọi người về đường truyền của cậu và chỉ có ít người bắt được nó, nhưng nếu chỉ truyền cho mỗi Taiga thì sẽ không có hiệu quả lâu dài. Việc tiếp theo thì họ chỉ có 10 phút để gỡ lại bàn thua. Lần này bất ngờ với Kuzo đã quay trở lại trận đấu. Lần này Kuzo không dùng ẩn thân nữa và Taiga cũng không trực tiếp ghi bàn mà cậu ta sẽ kiến tạo mọi người. Ai cũng thấy cú đấm của Kuzo đã khiến ta ra bình tĩnh lại. Zico nói Ga chỉ có đủ sức cho hai lần bật nhảy như hiệp vừa rồi và cậu ấy sẽ sử dụng một cái vào phút chót. Còn một cái là ngăn Midoji và phút đầu của hiệp 4. Đúng như dự đoán khi Ga đã ngăn được Midoji ném bóng và sau đó nhiệm vụ úp rổ sẽ là của những người còn lại, tỷ số giờ lại rút gọn còn 10 điểm. Thực ra Zico đã dùng tiểu xảo để khiến Midoji nghĩ rằng Ga vẫn còn những cú nhảy kinh khủng đó. Kuzo vẫn gặp rắc rối với Takao, lần này Kuzo muốn thu nhỏ phạm vi chú ý của Takao lại. Cậu muốn Takao chỉ có thể nhìn thấy mình cậu từ đó tập trung tầm nhìn của ta cao lại chỉ còn mình cậu ta Kuzo được chuyển bóng đến thì cậu sẽ đấm bóng đi khiến ta cao không thể phán đoán được quỹ đạo của nó Taiga lại có bóng và cậu ta lại dùng hết sức để úp rổ và khiến Midoji không thể chặn được nó. Cậu ta nhận ra đường truyền của Kuzo và chỉ có một người trong đội Kuzo mới có thể bắt được nó. Taiga nói với Kuzo về việc bản sẽ không thể nhảy thêm được nữa. Cậu ấy quyết định sẽ trông cậy vào Kuzo. Đội Kuzo đã gần như san bằng được tỷ số với 2 điểm. Đối thủ bắt đầu xin hội ý trong vài phút cuối và đó cũng là lần hội ý cuối cùng của hai đội. Huấn luyện viên nói lần tiếp sẽ trông cậy vào Midoji vì ông ta nhận ra tiểu xảo của Zico là mọi người nghĩ Taiga vẫn còn nhảy được. Ngay khi trận đấu bắt đầu Midoji lại được đồng đội truyền bóng và nó cũng nằm trong kế hoạch của Zico. Chưa kịp bắt thì Kuzo đã lấy bóng khỏi tầm của Midoji. Ngay khi họ biết Taiga phế thì họ bắt đầu sử dụng Midoji để giành bóng, đội trưởng được bóng và họ lại phản công nhanh. Nhưng khi định đẩy bóng lên thì đội trưởng của Midoji đã ngăn cản màn ghi bàn đó. Tập trung vào Midoji thì cũng chính là cho bốn người ở nhà thủ và họ sẽ cầm cự để đóng băng tỷ số. Cùng lúc đó Midoji lại ghi bàn nhưng ngay tức khắc đội trưởng lại đáp trả lại quả đó, họ còn 30 giây để san bằng tỷ số. Đội Midoji phát lại tấn công và bóng ra ngoài biên nên bên Kuzo được quyền ném bóng và đây là cơ hội cuối của họ. Họ bị kèm chặt ở mọi vị trí, họ cần ghi 3 điểm nếu muốn thắng nhưng và nếu hai thì hai sẽ đội hòa và nếu không ném được thì mọi thứ sẽ kết thúc. Đội trưởng ngay khi có bóng thì đã ném thẳng bóng về phía rổ đối phương. Cuối cùng thì quả bóng đã lọt rổ, cả khán đài như vỡ òa vì mọi người đều không nghĩ đội Kuzo đã thắng nhưng vẫn còn 3 giây và bóng về tay Midoji và không ai trong khu vực của cậu ta ngoại trừ Taiga. Midoji nhảy lên và Taiga cố gắng tự nhủ bản phải lên. Taiga dùng hết sức nằm ngoài giới hạn của bản thân để nhảy lên nhưng Midoji đã ra động tác giả và ném vào lúc Taiga không ngờ được, nhưng Kuzo ở phía sau đã thành công lấy được bóng. Trọng tài thổi còi kết thúc và giờ mọi người không ngờ trận đấu có thể căng thẳng đến như vậy. Trời vẫn chưa dứt mưa, Kit thì đã rút về, còn Midoji thì đã được hai đứa bạn gọi đến để hỏi về kết quả và người gọi cho cậu ta cho rằng bản thân sẽ không thua trước Kuzo vì người đánh bại được cậu ta chỉ có mình cậu ta. Midoriko nhắc cho đứa bạn cũ biết việc cậu ta sẽ phải đấu với Kuzo trong những trận đấu sắp tới nhưng cậu ta chẳng quan tâm lắm vì giờ họ là đối thủ chứ không phải bạn bè nữa. Zico đã đến gọi cả đội ra về nhưng ai nấy đều hết hơi cả rồi, những người khác thì ổn chứ tay ga thì không lết nổi nữa. Zico không thể để họ đây mãi nên đưa cả đội đi ăn và một người sẽ phải cõng tay ga. Sau khi chơi oản tù xì thì cả nhóm tìm được người phải cõng, lúc đến quán ăn. Taiga bẩn hết người do bị Kuzo cõng và làm rơi giữa đường vì quá nặng. Họ gặp lại Kise và đội trưởng của cậu ta ở đây, đang ăn chung thì Midoji cùng ta cao đến nốt. Hai thanh niên dỗi không vào nhưng ngoài trời mưa tạt cho vỡ mồm nên đành bất đắc dĩ vào ngồi chung. Những người khác đã sang bàn khác ngồi và để cái bàn đó còn mỗi bốn thành viên và hết ba người là của thế hệ màu nhiệm. Midoji không nghĩ là giờ lại có thể ngồi ăn chung sau khi thua cuộc, Kit thì không dễ gì chấp nhận như vậy. Cậu ta quyết tâm sẽ trả lại cả vốn lẫn lời cho Kuzo ở giải liên trường, lần trước chỉ là đấu tập nên chưa được xem là thua chính thức. Midoji nhận xét là hai đứa bạn đều khá tự tin nhưng với cậu ta bóng rổ không phải chỉ để cho vui mà nghiêm túc hơn nhiều. Đang căng thì ta cao hất luôn cái bánh lên đầu cậu ta nên hai đứa đã ra ngoài thanh toán nhau một lúc. Midoji quay lại trả tiền và cảnh báo cho Kuzo và Taiga biết việc họ sắp tới sẽ phải đấu với Almine, một thành viên nữa của đội thế hệ màu nhiệm để tranh chức vô địch. Kuzo cũng không thích lối chơi của Almine dù phải thừa nhận là cậu ta rất mạnh. Midoji sau đó đã ra về. Đội của Kuzo sau đó cũng ra về thì Kuzo đột nhiên mang về một chú cún. Jiko thích thú ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng họ nhận ra chú cún có đôi mắt khá giống với Kuzo. Có điều Taiga thì nấp sau kia vì cậu ta gặp vấn đề với lũ cún. Họ sau một thời gian đã quay lại tập luyện, tuy nhiên, Taiga thì phải chờ đến khi chân bình phục thì mới tập được. Và cứ nghe thấy tiếng chú cún là cậu ta lại toát mồ hôi, cậu ta cố né đi thì Kuzo lại cầm con chó đuổi theo. Jiko sau đó cho cả đội đi tập ở hồ bơi, tập khá mất sức và Kuzo gần như muốn hẹo dưới kia. Đột nhiên một cô gái tìm đến, Kuzo nhận ra cô là Momo. Cô nói bản thân là bạn gái cậu nhưng cậu xem cô chỉ là quản lý hồi ở trường cấp 2. Lý do cô thích Kuzo là vì trước đây cậu đã tặng cô một que kem. Cô lúc đó chỉ nghĩ que kem cậu cho là rác nhưng khi thấy nó trúng thưởng thì mũi tên tình ái đã bắn trúng cô. Jiko không hiểu sao ai cũng ngắm lấy Momo chỉ vì ngực Momo to hơn. Đội trưởng cũng vừa như đồng tình với cô nhưng Jiko biết anh ta đang đá đều cô nên sút cho một cú. Momo biết tên của cả đội. Đội trưởng là Hiuga, đội phó mắt đại bảng Izuki, một người kiến tạo thầm lặng là Mitobe. Còn lại hai người gần như chẳng có biệt danh gì là Koga và Suchi. Kuzo biết cô học chung trường với Aomine. Cô thực sự rất muốn học chung với Kuzo. Nhưng cô lo là nếu cô không canh chừng thì không biết Aomine sẽ làm gì. Trong lúc đó, Taiga vô tình gặp được Aomine. Cậu ta muốn kiểm tra năng lực của Taiga và Taiga không có quyền lựa chọn muốn hay không. Còn Kuzo trong kia thì nhớ lại lúc được chơi cùng cả đội. Cậu luôn là cái bóng đi theo hỗ trợ Aomine như cách cậu hỗ trợ Taiga. Nhưng từ khi nhóm tan giã thì Aomine đã dần cao ngạo hơn cậu ta thực sự có tài năng và có thể tự mình gánh cả trận nếu cần thiết. Momo nghĩ là Ao cần một trận thua để có thể thay đổi tâm tính nhưng vẫn chưa ai có thể làm được điều đó. Cho nên cô mới hy vọng vào Kuzo sẽ làm được điều đó. Còn Ao lúc này đã khiến Taiga vật vã mồ hôi ngoài kia. Cậu ta cho rằng Taiga không xứng làm ánh sáng của Kuzo. Vì ánh sáng càng mạnh thì cái bóng cũng tỷ lệ thuận theo, còn cái bóng của Taiga thì quá mờ nhạt. Ở trường, Ao luôn bị người trong đội e sợ. Một người đã tức giận bật lại cậu ta vì không chịu tập luyện. Thế là cậu ta thụi cho một cú và cầm bóng lên rồi lao đến đập rổ một cái khiến cả rổ cũng gãy nốt. Cậu ta khẳng định bản thân mạnh đến mức không cần phải tập. Đội trưởng cũng bó tay vì luật lệ là do kẻ có tài năng nắm giữ. Hôm sau, Zico đã mang được lịch thi đấu về cho họ và trường đầu tiên họ phải đấu chính là trường của amine và Momo. Taiga lúc này tìm đến và Zico nhận ra cậu ta đã chơi bóng và khiến chân lâu bình phục hơn. Cô đã trách phạt Taiga và cấm cậu ta tập luyện mà phải lên y tế, nhưng là phải đi bằng tay, Kuzo đã đi theo Taiga và bảo cậu ta là đồ ngốc nhưng phải có lý do thì Taiga mới liều đến vậy. Cậu ta kể lại việc bản thân đã đấu với Aomine và cậu ta từng là ánh sáng của Kuzo. Taiga muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa cả hai hồi trước. Trước đây, tài năng của Aomine được bộc lộ khá sớm. Cậu ta có kỹ năng vượt trội hơn tất cả những đối thủ từng gặp. Và dần dần, từ một người đam mê bóng rổ thì cậu ta dần chán ghét nó vì không ai có thể cho cậu ta một trận đấu thực sự. Kuzo đã cố khuyên bảo cậu ta nên tiếp tục. Nhưng vào một trận đấu, lúc cậu ta thấy đối thủ để đã bỏ cuộc thì cậu ta hết hứng đấu luôn. Tay Ga thấy Ao quả là cao ngạo nên quyết định sẽ phải đánh bại cậu ta để cậu ta thức tỉnh. Ngày diễn ra trận đấu cũng đã đến, những người tham gia đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Có người thì bận việc tập luyện, có người thì bận việc gia đình, có người thì ngủ, người thì lập kế sách. Còn Tay Ga thì đã hết bị đau chân. Momo đến gặp đội thì phát hiện Ao chưa đến. Họ không thể liên lạc với cậu ta, Momo buộc phải gọi và cậu ta nói là ngủ quên nên sẽ đến vào hiệp hai nên để hiệp một cho họ tự chơi. Jiko bên kia cũng đã tăng nhuệ khí của tất cả lên và cô muốn họ ra ngoài kia và giành chiến thắng. Lúc ra sân, Taiga nghe việc Aomine không có mặt nên có vẻ đây sẽ là lợi thế cho họ dẫn trước. cuzo và Taiga quyết định phải dẫn trước thật nhiều để Aomine không có cơ hội gỡ lại. Thế nhưng đội của Aomine cũng không phải dạng dễ ăn, họ di chuyển rất nhanh và phối hợp rất tốt nên mới vào đã lụng nhẹ một bàn. Nhưng họ cho biết đội hình này vẫn còn nhiều lỗ hổng và một khi Aomine đến thì họ sẽ thấy sự kinh khủng thật sự nó ra làm sao. Kế hoạch ban đầu là kéo dài khoảng cách dẫn trước của nhóm Kuzo đã phá sản vì đội của Aomine thật sự quá mạnh, chưa có cậu ta mà họ đã như này rồi. Có điều lối chơi của những người này toàn là lối tấn công cá nhân, cứ ai có bóng thì người đó tự chơi tự ghi bàn, họ không có tính đồng đội mà chỉ toàn là dùng kỹ năng cá nhân để tấn công. Nhưng đội của Kuzo cũng sớm đáp trả với những màn phối hợp nhịp nhàng với nhau. Cả đội nhờ có sự liên kết và phối hợp thì vẫn có để đáp trả lại những pha ghi bàn của đội đối phương và họ vẫn chưa quen với khả năng bất thình lình xuất hiện của Kuzo. Kuzo cố nhảy lên bắt bóng nhưng việc đó chỉ có người cao như Taiga làm nổi. Taiga đã bảo Kuzo giữ tỉnh táo chứ đừng làm mấy pha nhìn đần đần như hồi nãy nữa. kích cũng đã đến xem và phát hiện Midoji cũng ở đây dù ban đầu cậu ta đã nói là không đi. Đã vậy còn cố ngụy trang chỉ bằng mỗi cái kính. Kit hỏi tình hình trận đấu ra sao thì biết dù không có ao mine nhưng đội của cậu ta thì vẫn trụ vững và thậm chí còn làm tốt hơn so với đội Kuzo. Midoji còn thấy Momo làm quản lý cho ao và cô cũng không phải dạng dễ để đối phó. Kit cho rằng Momo rất thích Kuzo nên chắc gì cô đã đấu hết sức với cậu và đội của Kuzo sau đó dần bị đội của Aomine khóa chặt di chuyển và tách biệt hoàn toàn. Momo đã nghiên cứu rất kỹ thông số và giới hạn của từng người và phổ biến cho toàn đội. Điểm mạnh điểm yếu của từng người đều bị nắm rõ trong lòng bàn tay, nhưng Zico muốn họ cứ tiếp tục chơi vì thông số đó chỉ là quá khứ. Cứ nghĩ là đối thủ sẽ không lường được những khả năng phát triển được gần đây của đội trưởng Hyuga. Nhưng họ vẫn quá sai lầm khi Momo còn tính toán được việc đối thủ có thể phát triển được những kỹ năng gì. Nói chung cô gần như có thể tiên đoán được mọi thứ. Với Izuki mắt đại bàng thì do có tầm nhìn rộng nên thường sẽ phán đoán rất lâu. Nhưng cái này thì Zico lại trên cơ. Khi Izuki đã chuyển qua cho đội trưởng và Kuzo đã từ đâu xuất hiện mở đường cho đội trưởng chuyển sang cho Taiga ghi bàn. Kuzo chính là biến số lớn nhất mà Momo không thể tính toán được. Giờ giải lao đến và họ vẫn đang bị cách biệt 4 điểm. Không quá lớn nhưng mục tiêu vẫn phải là tạo ra cách biệt trước khi Aomine ra sân. Và giờ hy vọng sẽ đặt vào Kuzo và Taiga vì cả hai hiện vẫn chưa có quá nhiều dữ liệu để bị Momo khai thác. Vừa vào lại sân, Chiêu trưởng bóng của Kuzo vẫn đã bị lường trước, đối thủ đã cho hai người ra chặn tay ga ở rổ nhưng họ không ngờ là Taiga có thể nhảy cao đến vậy. Thế nhưng đang thi đấu thì Zico nhận ra chân cả Taiga vẫn chưa hoàn toàn bình phục nên cho thay người, cậu ta bị gọi ra khỏi sân và Zico muốn cậu ta ngồi đây để cô băng bó. Taiga cần nghỉ ngơi một lúc rồi mới cho quay lại sân để tiếp tục, việc thiếu Taiga khiến cả đội rơi vào thế khó. Vì đối thủ toàn người cao lớn và những thành viên khác thì đều đã bị nắm thóp nên không thể giành lại bóng. Khoảng trống mà Taiga bỏ lại cho các thành viên là quá lớn điểm số giờ càng ngày càng bị dẫn trước. Zico đã băng bó lại cho Taiga và để cậu tiếp tục ra sân. Cô xin lỗi vì Taiga bị thương mà vẫn phải thi đấu, cô ước bản thân là một huấn luyện viên tốt hơn. Nhưng Taiga đã cho rằng Zico đã làm mọi thứ có thể. Thế nhưng đúng lúc Taiga sắp lên sân thì trùng đã đến, Almine muốn Taiga cố mà giải trí cho cậu ta chút ít. Và cậu ta cho rằng dù không có bản thân mà đồng đội cũng tự lo được. Nhưng huấn luyện viên yêu cầu Almine ra sân dù chỉ còn một phút nữa là hết hiệp một, vì ông ta không thích chủ quan. Thế là thử thách lớn hơn đã đến với đội của Kuzo và Taiga. Amine vào sân và gặp lại Kuzo, cậu ta biết Kuzo hẳn là có điều cần nói. Nhưng cứ đánh bại cậu ta trước đi rồi muốn nói gì thì để sau. Taiga quyết tâm phải cho Amine thấy, vừa bắt đầu. Hai đội đã chia người ra kèm nhau và đa số đều đã di chuyển sang một phía của sân đấu. Midoji cho biết đây là lối chơi cô lập nhằm giúp Amine có khoảng trống để di chuyển thoải mái hơn. Amine đã cầm bóng và vượt qua Taiga và đội trưởng với tốc độ cực nhanh nhưng Taiga đã kịp chặn bóng trước khi nó vào rổ giành lại được bóng nhưng Izuki bị nhiều người vây quanh nên đành truyền sang cho Kuzo để cậu thổi bay về phía Taiga. Taiga muốn úp thì lại bị Aomine cản. Hiệp một giờ cũng kết thúc và Aomine phải có lời khen vì họ đã chặn được cậu ta ghi bàn. Ai nấy đều biết Aomine chưa hề nghiêm túc trong một phút vừa rồi. Thực ra cậu ta chỉ đang muốn thử, nhưng có lẽ hiệp hai cậu ta sẽ nghiêm túc trở lại. Vào giờ nghỉ giữa hiệp, bên Aomine về phòng lấy chanh ngâm mật ong ra để ăn. Momo cũng có làm nhưng của cô là nguyên quả thay vì cắt lát ra. Và ở bên Zico cũng không khác gì cô cũng để nguyên quả, nhưng có Mito mang theo loại cắt lát nên cả đội có thể ăn. Kuzo thì không ăn và Jiko nghĩ là nên cho Kuzo nghỉ vì cậu đã đấu suốt hiệp một nhưng vì đối thủ là Almine nên cậu muốn ra trận nốt. Huấn luyện viên của Almine đã tập hợp cả đội lại để bàn chiến thuật nhưng Almine cứ thế bỏ ra ngoài. Dẫu biết cái thái độ đó của Almine là không hay nhưng đội trưởng cho rằng miễn là Almine có thể ghi bàn được, chỉ cần cậu ta ghi bàn là họ sẽ có thể chiến thắng. Đội này vốn toàn những cá nhân ích kỷ và không tin tưởng lẫn nhau, vậy mà kết quả thì luôn luôn thắng. Momo đã trách Aomine vì đến muộn. Cậu ta cũng biết lỗi nên mới mò ra đây để mọi người trong kia có thể cứ thoải mái mà bàn chiến lược. Còn bên Zico, ai nấy đều không chấp nhận cho Kuzo ra sân suốt cả trận vì thể lực của cậu đã hao tổn. Cậu vẫn cứng đầu muốn tham gia nên bị tay ga nhét cho quả tranh và bắt cậu phải ngồi ở dự bị cho đến hiệp 4 rồi vào. Zico cũng đưa ra những chiến sách mới để những người được chọn đi kèm chặt hai cá nhân nổi trội nhất của đội Almine trên đường ra sân. Kuzo có cho tay biết việc cậu chưa từng thấy giới hạn của Amine trước đây và việc cậu ta đã phát triển ra sao thì Kuzo cũng không thể biết được. Nhưng tay ga càng thấy thích thú hơn lúc quay trở lại sân đấu. Amine đã làm nóng người và mọi người có thể cảm thấy được sự nghiêm túc tỏa ra từ điều đó. Hiệp tiếp theo đã bắt đầu và Kudo sẽ vào sân vào hiệp 4. Midoji không nghĩ cả đội sẽ cầm cự được nếu thiếu Kuzo. Amine cầm bóng và lách qua người tay ga với tốc độ chớp nhoáng và dù có hai người canh phía dưới thì Amine vẫn ném bóng được. Tay ga kịp thời đến phá đám và may mắn ngăn được một bàn. Taiga sau đó được nhận bóng và đã tăng tốc hết sức để ghi điểm nhưng vẫn bị Almine ngăn chặn. Almine đã không ngờ tới rằng Taiga có thể nhảy từ vạch tự do để úp rổ. Taiga bắt đầu cảm nhận được nhịp điệu của Almine nhưng cậu ta đột nhiên di chuyển được một cách thiếu logic. Mọi người không thể đoán được hướng di chuyển của cậu ta. Và lần này Taiga đã bị hạ và hàng phòng thủ của họ dù phải tăng lên 3 người nhưng Almine vẫn có thể ném bóng từ phía sau rổ vòng lên. Khả năng của Almine phá bỏ gần như mọi định luật vật lý và những nguyên tắc vốn có của trò chơi. Almine sau đó liên tục ghi bàn một cách khó tin. Ta được biết về quá khứ của Almine, từ bé cho đến lớn. Tay cậu ta lúc nào cũng cầm bóng, từ nhỏ cậu ta đã có thể chơi được bóng đường phố với những người lớn hơn. Kỹ thuật ném của cậu không thể cho bất kỳ nguyên tắc nào. Almine chơi bóng như thể chơi đùa với từng người trong đội. Taiga đã phải nhảy lên rất cao nhưng Almine vẫn có thể ghi điểm dù trong bất kỳ tư thế nào. Taiga tự nhủ bản thân sẽ phải hơn cậu ta, thế là Taiga để sử dụng chiều cao để chặn nhưng lại bị tốc độ của Almine vượt qua. Taiga đuổi theo Almine nhưng một lần nữa Almine cho mọi người thấy cậu có thể ghi bàn mặc dù ném bóng từ đằng sau lưng. Taiga có thể ngăn cản được mọi đối thủ trước giờ nhưng cậu ta không thể ngăn được Almine. Cậu ta cho rằng Taiga sẽ không thể đánh bại được cậu ta nên quyết định gọi Kuzo vào sân. Kuzo trở lại sàn đấu. Vừa ra sân thì cậu đã dùng đường truyền xuyên sân như lần trước. Taiga có được bóng nhưng cậu ta lại bị Almine theo sát. Biết bản thân sẽ bị bắt kịp nên cậu ta cho đội trưởng để kiến tạo cho anh ta ghi bàn. Nhờ có Kuzo chặn được những đường truyền nên đội của họ đã gỡ thêm điểm. Amine thấy Kuzo vẫn như hồi cấp 2 và không thay đổi gì, đội của Kuzo sau đó đã cố gắng phản công. Nhưng khi Kuzo đấm quả bóng thì Amine đã chặn được bóng lại với một tay. Không ai tin rằng Amine có thể bắt được bóng, Amine đã dùng kỹ năng cá nhân và lao đến chỗ rổ. Taiga và Kuzo cố gắng đến thủ nhưng cũng không ngăn được cậu ta. Liên tiếp Amine đã lấy được bóng và ghi bàn, Zico để ý thấy chân của Taiga lại có vấn đề. Cô đã tin chắc rằng chân của cậu ta đã được băng rất kỹ, họ buộc phải thay người và Taiga lại phải rời khỏi sân. Kuzo thực ra có chiến thuật để đối phó với Almine nhưng nó yêu cầu phải có tai ga và giờ tai ga buộc phải rời sân đã khiến tình hình tụt dốc thảm hại. Cả đội sớm để bị cách biệt đến 40 điểm và không thể làm gì được nữa. Kuzo cũng đã tới giới hạn của mình và không thể dùng kỹ năng truyền xa, ánh sáng của cậu ấy cũng không còn trên sân nữa. Cậu giờ còn tệ hơn những cầu thủ tầm thường. Nhưng điều đó là sự thật, Kuzo vẫn kiên cường không bỏ cuộc. Almine công nhận Kuzo không phải loại dễ dàng bỏ cuộc. Thế là cậu ta ghi thêm mấy bàn nữa để dập tắt hy vọng lật kèo của đội Kuzo tỷ số ngày càng gia tăng và ngày đó thực sự đội của cậu đã hoàn toàn bại trận. Đội Kuzo đã thua với một tỷ số cách biệt lớn, lối chơi của Kuzo là hoàn toàn vô dụng trước Aomine cho nên hẳn là cậu ấy sẽ bị tổn thương. Đội của Aomine lại bắt đầu đánh giá thấp Kuzo và nên Aomine tí thì đấm cho cậu ta một trận. Taiga cũng rất tức giận vì cậu không thể thắng Aomine, nhưng dù như nào đi chăng nữa thì họ cũng còn hai trận nữa là đấu với hai trường còn lại của giải tranh chức vô địch. Lúc về thì Taiga nghĩ đây là giới hạn của đội và cậu ta cùng Kuzo dù có hợp tác thì cũng không thể đánh bại được Aomine. Hai trận thi đấu còn lại thì Taiga buộc phải ngồi dự bị và Kuzo thi đấu thì không còn năng động như trước. Cuối cùng thì họ để thua với một điểm và cánh cửa giải liên trường cao chung của họ đã khép lại, nhưng đó chưa phải là dấu chấm hết. Một khi thứ gì đó kết thúc thì thứ khác sẽ bắt đầu. Taiga sau đó đã đi khám thì bác sĩ bảo chân cậu ta vẫn chưa bình phục hoàn toàn nên cậu ta cần phải nghỉ ngơi. Mọi người trong đội cũng thấy hơi nản. Và kể từ sau khi thua trận, Zico đã ra ý kiến và đội của họ giờ phải tập luyện gấp 3 lần bình thường, sau đó thì cả đội lại lao vào luyện tập như mọi khi mọi người vẫn chưa thể tập trung lắm vì trận thua Zico gọi mọi người lại và nhắc lại lời tuyên thệ trước toàn trường khi ở trên sân thượng họ sẽ tham gia vào giải đấu khác và nhóm họ sẽ đặt cược tất cả ở đó vì đó là cơ hội cuối cùng của họ Zico cũng nói tiếp về sự trở lại của người mang áo số 7 và là anh cả của đội này cả tuần đó mọi người không thấy tay ga đâu Kuzo học cùng lớp với cậu ta thì cũng không nói chuyện nhiều nhưng người đáng lo lắng nhất vẫn Kuzo vì cậu đang phải đối mặt với một bức tường lớn đang tập tepe anh cả và là người sáng lập ra câu lạc bộ bóng rổ này anh cảm thấy Kuzo rất thú vị vì cậu là cầu thủ thứ 6 của thế hệ màu nhiệm. Đội trưởng đã gọi cho Taiga để hỏi thăm, Taiga vẫn đang trong thời gian bình phục và cậu ta sẽ tới tập từ tuần sau. Taiga cuối cùng cũng trở lại và đội trưởng tức giận vì cậu ấy vắng mặt hơi lâu. Sau đó thì Tepe cũng tới với bộ đồng phục của đội, anh ta không có mặt lâu nay là do có một cuộc phẫu thuật. Giờ anh ta quay lại và quyết tâm giành chức vô địch liên tiếp trong 3 năm. Trong lúc tập luyện thì Taiga dùng hơi nhiều lực và phạm lỗi, ai nấy thấy cậu ta có vẻ như đang bực bội thứ gì đó và không muốn dựa vào bất cứ ai. Teppei gọi Taiga lại và rủ cậu ta chơi mỗi trận solo. Đội trưởng biết ngay là Teppei sẽ làm vậy và anh ta có vẻ như đang mưu tính gì đó. Trong lúc đó, Takao xem lại đoạn băng và hỏi về thành viên áo số 7 của đội Kuzo. Teppei là tâm điểm của đội và hay phối hợp với đội trưởng Hiuga để ghi điểm. Midoji cũng từng đấu với Teppei một lần anh ta cũng rất kiên trì. Mặc dù bên đối phương có sức mạnh áp đảo đến đâu. Teppei lúc này đã bắt đầu đấu một một với Taiga, một người thiên về tốc độ và một thiên về nhảy cao. Teppei thực sự rất mạnh vì anh ta đã không thi đấu suốt một năm mà vẫn ngang với Tayga. Nhưng sau cùng thì Teppei lại để Tayga ghi điểm trước và nhận thua, anh chấp nhận cho Tayga ra sân thi đấu. Tayga không nói gì rồi xin về trước, thực ra Teppei như thể cố tình thua và anh ta còn đang đi giày đi trong nhà. Teppei ra về cũng thấy hai tân bình lần này rất thú vị và anh có thể hiểu được hai người đó đang lo lắng cái gì. Hôm sau họ có trận thi đấu giao hữu với một đội hình toàn nam nhất. Đối thủ của họ tỏ vẻ xem thường nên họ có hơi tức giận. Zico làm vậy vì Teppei cứ khăng khăng đòi xem đội nam nhất thi đấu vừa mới bắt đầu thì tay ga đã ghi bàn sau đó họ dần dần ghi điểm và Zico nghĩ năm nhất thi đấu cũng không tới nỗi Cuzo cũng chơi rất hay nhưng điểm số của họ lại thấp hơn dự tính và ngoài ra thì tay và Cuzo cũng không còn hợp tác nữa trận đấu kết thúc và phần thắng thuộc về đội năm nhất của Cuzo tối đó Zico đã hỏi Tepe về lý do anh ta lại đấu một một với tay ga còn đội trưởng hôm nay không được thi đấu nên ở lại tập để tiêu hết số năng lượng và đột nhiên Cuzo xuất hiện Tepe có ý đồ là muốn Cuzo biết được giới hạn trong lối chơi của cậu còn Kuzo đã bàn với đội trưởng về việc muốn Teppei sau này hãy ra sân thay cậu. Tự nhận nếu cứ tiếp tục như vậy thì cậu ấy sẽ cản trở cả đội. Teppei thì biết Kuzo mạnh lại yếu là phụ thuộc vào đồng đội có mạnh hay không. Và để vượt qua bức tường đó thì Kuzo sẽ phải từ bỏ lối chơi của mình và tạo nên một lối chơi riêng cho bản thân. Đội trưởng bên này đã cho Kuzo một tát để cho cậu tỉnh lại và anh cho rằng bản thân mới là người phải bị thay ra. Anh ta cho biết trước đây Teppei cũng gặp vấn đề về giới hạn lối chơi của mình, cho tới một ngày thì có ý tưởng rằng Tepy nên chơi ở cả hai vị trí. Mọi người phản đối nhưng Tepy nghĩ đó là một ý tưởng hay. Kuzo nghĩ tới lời nói của Taiga và cậu ấy xin phép đi trước. Cậu chạy một mạch đi đâu đó Taiga đang luyện tập để cho giải đấu sắp tới và Kuzo tìm đến muốn nói chuyện. Kuzo vẫn chưa nghĩ ra điều muốn nói nên hai người bắt đầu chơi bóng. Taiga có hỏi Kuzo tại sao lại chọn cậu thì Kuzo xin lỗi vì mình đã nói dối Taiga. Trước đây, khi tài năng của nhóm màu nhiệm được mở rộng thì họ lại mất niềm tin vào Kuzo và sau đó thì từng thành viên đã chỉ đặt niềm tin vào bản thân sau cũng thì họ bị thua một điểm trong trận đấu quyết định do không chuyền bóng mà tự ghi điểm. Kuzo đã lợi dụng tay ga để khiến đội cũ phải chấp nhận lỗ chơi của cậu. Kuzo đã chọn tay ga vì tay ga đã đặt lòng tin vào cậu. Cả hai chơi riêng là để nâng cao sức mạnh hơn. Kuzo đã rất vui vì cậu đã tới đúng nơi, đúng đội mà cậu mong muốn. Kuzo rất muốn giúp mọi người trong đội trở thành một đội bóng số một của Nhật Bản. Cả hai sau đó lại về cùng nhau. Kuzo vẫn chưa biết cậu mạnh lên bằng cách nào. Nhưng cậu biết rằng bản thân sẽ tìm thấy nó ở tại giải đấu. Trong mùa hè này Zico sẽ cho mọi người đi biển và leo núi để cắm trại. Vòng loại của giải sẽ bắt đầu ngay sau khi nghỉ hè kết thúc. Gần đây Kuzo và Taiga đã nói chuyện lại nhưng lại chỉ toàn là cãi nhau. Đội trưởng đã tập hợp mọi người và thông báo rằng họ đã chọn một nhà nghỉ rẻ tiền, nhưng bọn họ vẫn phải tự kiếm đồ ăn và Zico sẽ là đầu bếp. Mọi người cũng muốn tự nấu nhưng lịch tập luyện sẽ rất khổ và buổi tối họ sẽ không thể nào nhấc được người lên để nấu ăn. Họ sau đó phải đi nấu thử món ăn để cắm trại, mặt ai cũng trở nên căng thẳng khi Zico nấu xong. Rau củ vẫn còn nguyên mà chưa được cắt ra mọi người nếm thử thì cảm giác kinh hoàng nhưng không ai dám nói ra nhưng điều đáng sợ hơn đã cô nấu cả nồi và bọn họ phải ăn hết chỗ đó cô đã phải bị thương ở tay rất nhiều để làm ra món đó đội trưởng thấy vậy nên đã bắt đầu ăn hết đĩa thức ăn của rồi khen nó ngon nhưng hơi cay và teppei cũng khen nó ngon vì nó chứa đựng tình yêu thương những vẫn lỗi chỗ nào đó nên khuyên cô thử lại izumi ra ngoài thì thấy đội trưởng đã nằm bất tỉnh ngay giữa hành lang teppei không thể chịu nổi và bảo mọi người dạy cô nấu ăn tay ga trổ tài và mọi người nếm thử và thấy nó rất ngon sau đó họ túm lại ăn đồ tai ga nấu di cô thấy vậy nên tới gặp tai ga cô muốn tai ga hãy dạy cho cô cách nấu cà di di nấu xong món cà ri và lần này trông nó không hề như lần trước mọi người hào hứng ăn nhưng khi nếm thì họ lại bị sốc vị nó vẫn kinh khủng như mọi lần tai gà mặc dù đã nấu ăn cùng di cô nhưng kiến thức của di cô đã vượt xa khả năng của loài người cuzo nếm thử và khen nó ngon mọi người bảo cậu thôi diễn nhưng cậu nói là nó ngon thật cuzo đã tự lấy phần mình và tepe bảo di cô lấy đĩa nữa Zico lấy cơm và cho thêm thuốc protein kèm với vitamin, và thì ra đó chính là lý do mà món của cô nấu không thể nó ngon lên được. Lần này cô không cho nữa nên mọi người thấy món đó ngon trở lại. Cả nhóm hôm sau đã tới bãi biển kèm theo lời đe dọa từ bố Zico, bờ biển có hai cái rổ để chơi bóng. Cô sẽ cho từng người một phát huy sức mạnh cá nhân, sau đó sẽ gom hết sức mạnh đó lại để trở thành một đội bóng hủy diệt hoàn chỉnh. Những kỹ thuật như ném bóng chuyền bóng dẫn bóng đều phải được nâng cao cho nên cô ấy đã chọn bãi biển là một người rất thích hợp để phát triển nó trước tiên thì họ sẽ phải tăng cường mức độ lên gấp 3. Trên cát thì họ rất khó để di chuyển, do vậy họ không thể tập bóng được một cách bình thường. Mọi người rất mệt và Zico sẽ cho họ tới phòng thể dục vào chiều nay. Trong sân thể dục thì mọi người cảm thấy được sự khác biệt rõ rệt so với khi tập ngoài cát. Buổi tối mọi người được giãn cơ và Kuzo vẫn chưa thể nghĩ ra lối chơi mới của cậu. Tối đó, đội trưởng ra ngoài và đem theo bóng. Tepe đồng ý tập như này là nâng cao được bản thân và nếu có vấn đề gì thì chắc hẳn là do bản thân người đó. Kuzo và các cầu thủ năm hai vẫn chưa thể hiểu rõ bản thân mình. Buổi sáng khi đang đánh răng thì Taiga và Kuzo gặp được Midoji và Takao. Thì ra trường cậu ta cũng có truyền thống tới đây tập luyện. Jiko đã gọi họ tới phòng ăn và cô không hiểu sao lại cầm con dao trông khá đáng sợ. Trong phòng thể dục thì hai trường bắt đầu luyện tập với nhau. Jiko bảo Taiga đi mua nước cho mọi người và chỗ đó cách đây 500 mét. Kuzo đã đối đầu trực tiếp với Midoji và Midoji vẫn nghĩ lối chơi mới của Kuzo thực sự lố bịch. Jiko biết Taiga có điểm mạnh là sức bật nên cô sẽ cố gắng phát triển khả năng đó của cậu ta. Trong lúc tắm thì cao cũng thấy lối chơi của Kuzo không có gì đặc biệt, cậu không bao giờ giữ bóng vì nó mang sự hiện diện nổi nhất trên sân. Nếu Kuzo vượt qua được điểm yếu này thì cậu sẽ thành một pháp sư trên sàn đấu. Zico vừa tắm xong thì Taiga đã mua đồ về với đống mồ hôi, Taiga mua cho cả trường kia nên xem như là vượt hơn cả yêu cầu. Và nếu cứ vậy cậu ta sẽ trở nên bất bại, hai trường sau đó đã đấu tập nhưng họ vẫn chưa thể bằng điểm với bên Midoji. Nhưng huấn luyện viên của Midoji rất cẩn trọng vì họ đạt được thành tích đó mà chưa có Taiga tham gia. Zico sau đó đã cho cả đội trường đá theo phương pháp của cô. Ai nấy trụ không được quá lâu nhưng Tepe thì vẫn cố gắng nhất, buổi tối tay ga vẫn tập chơi bóng. Cậu ta thấy ngứa tay vì luôn phải chạy bộ ra bãi biển suốt chuyến đi và không thể tham gia trận đấu nào vì tới muộn. Zico thấy cậu ta vẫn chưa nhận ra, cô bảo tay ga thử nhảy cao xem. Đúng lúc ta cao đang đi qua thì thấy tay ga và Zico đang ở sân tập và tay ga nhảy một phát cao hơn rồi. Nhưng đó chưa phải là tất cả vì cậu ta bật cao nhất khi sử dụng cả hai chân, ta cao đang quan sát thì bị rơi đồng xu. Cậu quay ra và khi quay lại thì đã bị cái cột sổ ngã vào người. Ta cao nhận ra tay ga đã gần như vượt qua cả cái bảng. Sức mạnh của tay ca là nằm ở sức mạnh bật nhảy nên jiko muốn phát huy nó trước. Sau đó rồi muốn làm gì thì làm. Kuzo ra ngoài thì thấy ta cao ngồi sau lùm cây. Tay ga thì cũng gặp Midoji nên ta cao muốn Kuzo ngồi lại xem thử. Midoji cho rằng tay ga chỉ được mỗi bật nhảy thì vẫn chưa đủ. Sau đó cậu ta cầm bóng lên và quyết định sẽ chỉnh lại cái suy nghĩ của tay ga. Midoji sẽ phòng thủ còn Taiga sẽ tấn công nếu Taiga ghi được một bàn khi cậu ta sẽ thắng. Midoji tin rằng tử vi hôm nay của mình tốt hơn Taiga. Midoji là một cầu thủ phòng thủ rất giỏi khi mà Taiga đã có thể nhảy cao để úp rổ thì vẫn bị Midoji cắt ngang. Taiga đã nhảy cao hơn rất nhiều so với trước nhưng không hiểu sao cậu ta vẫn thua Midoji. Taiga muốn thử lại nhưng Midoji bảo cậu ta có cố bao nhiêu lần nữa thì cậu ấy cũng không thể khi được bàn vì Midoji biết là Taiga sẽ làm gì để chặn lại. Cậu ta sau đó vội rời đi. Taiga tiếp tục luyện tập sau màn thua trước Midoji. Kuzo đã ra chạy cùng cậu ta để an ủi. Thực ra là tay trái của Taiga không thể xử lý bóng nên đó chính là điểm yếu của cậu ta. Taiga muốn sửa chữa điểm yếu đó để cậu ta có thể di chuyển tự do khi trên không trung. Midoji đã giúp cậu ta nhận ra điều đó nên cậu mới tức giận và ra đây chạy bộ. Taiga không thể địch lại đội khác khi ở dưới đất nên họ cần một lối chơi có thể kết hợp với Taiga và cả đội. Kuzo quyết định ngoài truyền bóng thì cậu ấy sẽ tập thêm kỹ thuật khác. Sau đó mọi người kết thúc kỳ luyện tập trên bãi biển và giờ tới bài trên núi. Hôm nay cũng là trận tứ kết giữa Kit và Almine nên cả đội đã đi xe buýt đến xem. Trong khán đài, cả đội của Kuzo đã tới được giải liên trường. Kuzo cho biết chính Almine đã truyền cảm hứng cho Kit và hai người họ hay chơi đấu một một với nhau. Kit cho bao giờ chiến thắng lấy một trận trong phòng thay đồ. Đội của Kit rất hồi hộp và cũng lo lắng về trận đấu. Bên Almine thì căng thẳng hơn khi họ vẫn chưa liên lạc được với cậu ta. Nếu không có cậu ta thì chắc chắn họ sẽ gặp rắc rối to lớn với đội của Kit vừa nói xong thì Almine xuất hiện cậu ta vừa khởi động xong để thi đấu và không muốn mất cảnh giác vì lần này đối thủ của cậu ta là kit và chỉ kit mới khiến cậu ta chơi bóng hết mình đội trưởng của kit lo lắng vì trận đấu năm ngoái cả đội thua là do cậu ta bắt hụt bóng còn kit thì đơn giản là chỉ muốn đánh bại ao cho dù mình có chết thì cũng phải thắng được hai đội lên sân thì trận đấu cũng bắt đầu kit có thể copy được mọi thứ mà cậu ta nhìn thấy được mọi thứ đối với kit đều rất dễ để nhìn ra và thực hiện lại hoàn hảo nhưng chính vì vậy cậu ta mới chán mọi thứ xung quanh nếu chơi giỏi thì sẽ không có ai đánh bại được cậu ta vào lúc ấy Kit đã thực sự mất cảm hứng và may mắn đã đến khi Kit gặp được Ao Mine. Kit từ đó dấn thân vào bộ môn bóng rổ. Sau khi tò mò và tới câu lạc bộ thì Kit được chứng kiến Ao Mine chơi bóng và cậu đã tìm ra được đối thủ của mình. Quay lại trận đấu, bóng thuộc về bên Kit nhưng vừa lách qua người Ao Mine thì Kit đã bị mất bóng và đội Ao Mine bắt đầu phản công. Đội Kit dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể nào ngăn cản đội bạn ghi điểm. Kit sau đó được đồng đội truyền bóng cho và sử dụng kỹ năng sao chép để gỡ lại điểm nhưng Ao Mine đã chạm tay vào bóng và làm bóng lệch ra ngoài. Đội trưởng của kích cũng không chịu thua nên cậu ta cướp bóng và rồi ghi bàn ngoạn mục để san bằng tỷ số. Cả đội của Kit đã lên lại tinh thần và chiếm lại quyền kiểm soát sân bóng. Về thể chất thì kích không hề thua kém Almine nhưng cậu ta rất khó để sao chép tốc độ cũng như kỹ thuật chuyển hướng bóng của Almine. Almine đã ném một cú bất ngờ nhưng Kit vẫn cố hết sức để ngăn chặn cậu ta ăn điểm. Kit là người đầu tiên chọi được Almine nên khi đấu 1-1. Vì kích suốt ngày đấu với Almine nên cậu ta rất hiểu Almine sử dụng lối chơi nào. Tuy rất hay thua nhưng Kit lại rất thích thú. Momo đã từng đưa dữ liệu của Kit cho Almine nhưng cậu ta lại không nhận. Bốn người kia thì vẫn nhận và biết trước được những bước đi tiếp theo của đội trưởng bên Kit, nhưng đội trưởng đó vẫn biết cách biến hóa khôn lường. cả đội Kit bắt đầu đổi những chiến thuật khác nhau và khi hiệp một kết thúc thì điểm nghiêng về phía Kit với 5 điểm. Almine đã thi đấu rất nghiêm túc. Kit đã đánh bại Almine trong hiệp đầu. Trong giờ giải lao thì Almine cũng cảm thấy không ổn. Kit tin rằng có gì đó rất lạ vì họ không thể chiến thắng dễ dàng như này được. Tepei không biết vì sao vì sao hồi trước cả đội của họ có thể thắng được trường của Kit đơn giản chỉ là lý trí của họ lúc đấy tin rằng bản sẽ mạnh lên trong suốt quá trình chiến đấu hiệp 2 bắt đầu và đội ao đang giữ bóng họ thực hiện những đường truyền và sau đó ghi ban đầu tiên cho hiệp 2. kit và mọi người trong khán có thể cảm nhận được sự tập trung của ao mine kit vừa chuyển động thì ao đã đánh bay bóng ở tay cậu ta sau đó khéo léo lách qua khi cậu ta ném bóng thì bên kit phạm lỗi và phải chịu một quả ném phạt kèm theo một quả bị ao ghi bàn và mang về 6 điểm để gỡ lại trong mấy phút đầu hiệp hai kit bắt đầu thất thủ sao không thể ngăn ao được nữa Kit đã dùng lại kỹ thuật của Almine và lách qua người cậu ta, nhưng múa rìu qua mắt thợ đâu có dễ như vậy, bên Kit buộc phải xin hội ý, mọi người thấy mấy phút đâu mà hai bên đã hỏa, phần Kit thì thấy Amine vẫn quá mạnh, Kit đã xin phép huấn luyện viên làm điều gì đó khiến mọi người trong đội chú ý tới cậu ta, đội của Kit sau đó bắt đầu triển khai đội hình, họ bị mất bóng vào tay tay của Amine, nhưng cậu ta thấy có gì đó không đúng vì đội Kit không hăng hái như trước, Almine đã xông lên lách qua nhưng lúc cậu ta định ghi bàn thì lại bị phạm lỗi đẩy người. Almine lại tiếp tục trận đấu và ghi bàn khiến đội bạn không thể ngăn chặn được cậu ta. Amine có một lối chơi độc đáo mà Kit không thể sao chép được. Nguyên nhân cậu ta không sao chép được Amine là do cậu ấy ngưỡng mộ Amine. Kit quyết định sẽ không ngưỡng mộ Amine nữa. Kuzo biết Kit đang cố sao chép lối chơi của Amine. Điều quan trọng giờ là Kit phải cố gắng và tin bản thân làm được. Vừa kết thúc hiệp 2 khi bên Amine lại ghi điểm từ xa và khiến khoảng cách ngày một tăng lên. Kit có thể sẽ hoàn thành xong ở giữa hiệp 3 hoặc phải sang đến hiệp 4 họ giờ sẽ phải thi đấu hiệp 3 mà không có kit. Momo biết kit đang cố gắng sao chép Almine và thông báo cho toàn đội. Almine không tin việc mình có thể bị dễ dàng sao chép như vậy, kẻ đánh bại được cậu ta thì chỉ có mình cậu ta. Kuzo đã tới gặp kit và khiến cậu ta bất ngờ. Kuzo vì tập luyện ở gần đây nên tiện đường tới xem giải đấu liên trường của kit luôn, cậu ta hỏi Kuzo nghĩ ai sẽ thắng. Nhưng Kuzo cũng không đoán được vì nếu kit không bỏ cuộc khi điều gì cũng có thể diễn ra. Trận đấu đã bắt đầu trở lại và lần này Aomi nên bắt đầu gây áp lực hơn. Kit đã thực hiện thành công một kỹ thuật khó của Aomine và khiến ai nấy đều bất ngờ. Bên đội Aomine bị một lỗi và Kit biết bản thân sẽ phải nhanh hơn nữa. Và một lần nữa cậu ta thực hiện được thêm một kỹ thuật của Aomine khiến đội cậu ta lại quá bất ngờ mà lại phạm lỗi vì ngăn cản Kit. Trọng tài tuyên bố bên Kit sẽ được ném phạt hai quả. Mọi người thấy Kit rất tuyệt. Zico lại nghĩ cậu ấy vẫn chưa hoàn thiện. Kit ném phạt và đội lại được rút ngắn tỷ số. Đột nhiên Aomine ném thẳng vào rổ với một tay khiến mọi người ngạc nhiên. Cậu ta dường như chỉ vẩy tay là có điểm và lợi hại hơn cả Midoji. Trong bóng rổ không bao giờ có chuyện lội ngược dòng, nên Aomine bắt đầu tăng nhịp độ. Sau cùng thì cả đội của Kích cũng đã ghi được bàn bằng ý chí chiến đấu. Kích cũng ngạc nhiên về tinh thần của đội mình. Đội Al mine định ném bóng nhưng đội của Kích cũng thi đấu rất căng. Kích bắt đầu hiểu được những điều mà Kuzo nói về tinh thần đồng đội. Kích sẽ là thứ mà Al mine gọi là bản thân vì chỉ có bản thân cậu ta mới đánh bại được cậu ta. Kích bắt đầu di chuyển là lướt qua Al mine bằng chính kỹ thuật của cậu ta khiến mọi người bất ngờ. Cậu ta lao lên ghi bàn nhưng Al mine vì muốn chặn cậu ta để rồi lại phạm lỗi không chỉ vậy mà kích còn thực hiện pha ném bóng từ đằng sau không chỉ ghi điểm mà kích còn có một quả ném phạt vì almine phạm lỗi. almine đã phạm lỗi thứ tư và chỉ còn một lỗi nữa cậu ta sẽ bị tước quyền thi đấu giống tay ga hồi trước. kích không chỉ hoàn thiện kỹ năng mà almine cũng bắt đầu gặp khó khăn khi sắp phải ném phải thất bại. kit đã rất xuất sắc kéo tỷ số trở lại. vẫn còn hiệp bốn mà đội của almine đã lâm vào tình trạng bi đát như vậy. họ dễ mất tập trung và bị kích cướp bóng. Cậu ta lao lên và đồng đội của Almine cũng thấy kích không chỉ giống Almine về kỹ thuật mà còn nhanh y hệt Almine. Almine kịp chặn đứng quả bóng, lần này thì Almine đã thực sự điên tiết và đòi đặt cả mạng sống vào, mọi thứ trở nên căng thẳng và kích lại đưa ra lời thách thức. Đội Almine bắt đầu gặp khó khăn do Almine phạm lỗi. Huấn luyện viên muốn họ đổi sang chiến thật cho an toàn, nhưng Almine vẫn cố chấp muốn họ truyền bóng cho cậu hết tại hiệp 4. Người đối đầu với kích thì chỉ có Almine. Một khi cậu ta bị loại ra thì đội họ sẽ rơi vào bế tắc đội của Kit thì họ cũng chỉ biết trông chờ vào cậu ta để chiến thắng trong hiệp cuối này. Hiệp 4 bắt đầu nhưng Almine vẫn sử dụng tốc độ kinh ngạc và sau đó nằm trên không trung để ghi bàn. Họ cảm nhận được Almine không hề suy giảm tinh thần sau bốn lỗi mà còn kinh khủng hơn trước. Sau khi có bóng thì Kit cũng làm y hệt Almine để gỡ lại bàn. Cả hai bên tiếp tục thể hiện những kỹ năng y hệt nhau. Cứ vậy kể cả những pha ghi bàn ở phía sau rổ thì Kit cũng bắt trước được. Kit bắt đầu cảm thấy đau đầu kèm theo những sự kiệt sức. Zico đoán đội Kit đã phải chịu áp lực rất lớn đối với lối chơi này. Không những vậy họ còn bị Ao nắm trước 10 điểm. Mọi người rất tập trung vì đây là những giây phút cuối cùng của trận đấu. Ánh mắt của Kit khá giống với Kuzo khi này. Vừa mất tập trung thì Kit đã cướp lấy bóng. Huấn luyện viên kêu họ ngăn chặn Kit bằng bất cứ giá nào. Vì giờ Kit mà ghi bàn thì họ chỉ cách có 6 điểm. Khoảng cách càng được rút gọn thì vị trí của đội bóng cũng tăng lên và xảy ra một cuộc lội ngược dòng. Hai người bắt đầu đoán hướng di chuyển của đối phương. Kit làm động tác giả và truyền bóng cho đội trưởng nhưng bị Ao chặn lại. Mọi người đều không ngờ tới việc cậu ta có thể xoay một vòng khi đang ở trên không trung. Amine giải thích vì sao cậu ta có thể đoán được đường bóng. Kit đã lỡ mất cơ hội nhưng đồng đội của cậu ta đã động viên Kit trở lại. Hai bên lại tiếp tục tranh đấu từng giây phút và Chili từng điểm một. Amine định úp rổ nhưng Kit ngăn chặn lại. Có điều sức của Kit vẫn thua. Trận đấu được khép lại với tỷ số nghiêng về phía đội Amine. Và giờ Kit không thể tự đứng dậy được do tác dụng phụ của việc sử dụng kỹ thuật của Amine. Nhưng đội trưởng đã đưa tay ra và dìu Kit đi. Đội của Kit ai cũng buồn nhưng đội trưởng đã động viên họ. Đội của Amine từ đầu đã rất lo lắng nhưng giờ thì đỡ hơn nhiều. Amine thực tế vẫn chưa thi đấu hết sức. Đội Kuzo cũng quá sốc khi họ biết được đối thủ của mình mạnh như nào. Thấy được hoàn cảnh nên Zico bảo họ trở về tập luyện ngay lập tức. Midoji cũng đến xem trận đấu vừa rồi. Mặc dù cải trang để đi xem với cái kính tối, tay ra để ý có gã tóc tím khá cao và đoán cậu tạo cũng là cầu thủ của đội nào đó. Kuzo cũng giật mình nhìn lại khi cậu ta đi qua. Kuzo luyện tập vì cảm thấy phấn khích sau khi xem xong trận đấu. Taiga hỏi về những thành viên còn lại của đội màu nhiệm Kuzo nói thêm với hai người còn lại nhưng cậu không biết giờ họ ra sao và phim đến đây cũng là kết thúc